Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like nhé. Một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác hai cái mẫu đồng hồ. Đấy. Thì nó sẽ là mẫu đồng hồ LED cũ và LED mới nhá. Đây là nó sẽ là mẫu LED mới này. Mẫu LED mới này thì giá của nó sẽ là đây, nó sẽ là mẫu đồng hồ LED mới nhá. LED mới này thì nó sẽ là 110.000 các bác nhá. LED mới này là 110.000. Các bác lên xem là đồng hồ LED mới này. LED mới này. LED mới, giá của nó sẽ là 110k nhá. 110.000 cho con đồng hồ LED mới như này thôi. Có dây cắm cái thứ đồng hàng và số nó sẽ là số điện tử, nó sẽ hiện lên như này các bác này. Đấy, số điện tử nó hiện lên đúng như này luôn. LED mới này. Đấy. Còn con này thì các bác lên cho em là đồng hồ LED cũ, giá sẽ là 140k nhá. 140k. Lên cho em là LED cũ này. LED cũ 140.000. Số nó thì nó cũng hiện như này. Đấy, hiện như này và con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy, cũng có dây cắm cáp cắm cái thứ đồng hàng. Đây. Mặt của nó thì nó sẽ là mặt trắng gương như này các bác này. Mặt trắng gương như này. Đó, mặt trắng gương và số nó sẽ nổi trên mặt số. Còn con này thì số nó sẽ là nổi theo hình khung như này luôn. Đây, hai con này. Con LED cũ này thì to hơn, còn con LED mới này thì bé hơn một chút. Đó, thì nó sẽ có hai mẫu như này. Thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy mẫu LED cũ thì lấy, mà lấy mẫu LED mới thì lấy nhá. Đấy. LED cũ thì là 140 và LED mới thì sẽ là 101 nhá. Đấy. Đây. Con này thì nó sẽ là LED cũ 140 này. Đấy, con này là LED mới này, 101 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái bộ bài vàng này. Đấy. Bài này thì nó sẽ là bằng nhựa nhá. Đấy. Nó bằng nhựa này, các bác có thể uốn cong thoải mái luôn. Uốn cong thoải mái các bác này. Đấy. Nó rất là cứng nhá. Rất là cứng, các bác có thể uốn cong rồi sử dụng nó rất là thích luôn. Đấy, nó bằng nhựa chống nước nhá, bằng nhựa chống nước. Uốn cong có thứ thoải mái luôn. Màu sắc thì đẹp nhá, màu sắc đẹp. Đó, thiết kế rất là đẹp luôn. Đó, đây. Chấm hết luôn các bác này. Uốn cong có thứ thoải mái này các bác này. Đấy, uốn cong thoải mái luôn. Lên cho em là bài vàng nhá. Giá thì là 35.000 thôi. 35.000 cho một bộ bài vàng như này. Bài bằng nhựa. Đấy, còn các bác mua bình thường nó sẽ là bài giấy thì nó rất là nhanh hỏng. Bài này vừa cứng vừa đẹp chơi vừa ngon lành luôn. Lên cho em là bài vàng. Giá sẽ là 35k nhá. 35k cho bộ bài vàng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái túi đựng giấy tờ xe nhá. Đấy. Ví giấy tờ xe nhá. Đấy, ví giấy tờ xe như này. Các bác về các bác có thể bỏ giấy đăng kiểm này. Rồi các loại giấy tờ vào đây rất là tiện nhá. Chất liệu bằng da, hàng của thương hiệu Toyota nó sản xuất để nó tặng cho khách hàng. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên cho em là ví giấy tờ xe nhá. Giá của nó sẽ là 50k nhá, 50k. Đấy, 50k cho một con ví giấy tờ xe như này. Lên cho em là ví giấy tờ xe, giá sẽ là 50.000 một chiếc nhá, 50.000 một chiếc. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy mài gót chân nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy như này. Có kèm cho các bác là một máy và hai viên đá này. Đây. Đấy. Các bác có thể dùng để mài tay chân mà nó bị da khô nứt nẻ này. Đấy, các bác đưa vào các ông mài đi xem. Đó, mài đi xem như này. Đó, mài gót chân rồi các cái phần da khô nứt nẻ các bác đưa vào các bác mài. Đó. Lên cho em là máy mài gót chân nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là con này giá của nó sẽ là 90.000 nhá. 90.000 cho một con máy mài gót chân như này. Giá của nó sẽ là 90k các bác. Đấy, 90.000 cho con máy mài gót chân như này nhá. Lên cho em là máy mài gót chân. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy mài gót chân như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kính lúp nhá. Kính lúp giá của nó sẽ là 70.000 cho một con kính lúp như này. Con này thì các bác có thể dùng để mình đo à mình kiểm tra này. Đấy, bác nào mắt kém thì mình dùng mình phóng lên cho em. Đó, rất tiện ích luôn nhá. Kính lúp có đèn luôn, về nhà các bác lắp pin luôn cho em. Pin thì các bác tự lắp nhá. Có đèn LED luôn. 70.000 cho con kính lúp như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ví cá sấu nhá. Đấy, ví cá sấu như này. Có hai màu nhá, màu đen và màu nâu. Đấy, ví da cá sấu thật 100% luôn. Hàng thật cao cấp cho bác luôn nhá. Ví da cá sấu rất là đẹp luôn. Đó, ví da cá sấu như này nhá. Đấy. Giá sẽ là 290.000 cho một con ví cá sấu như này nhá. Đấy, 290.000 một chiếc. Hàng cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Có màu vàng hoặc là màu có màu nâu hoặc màu đen này. Màu nâu màu đen. Hàng cá sấu thật 100% nhá. Đấy, rất chất lượng cho bác luôn. Giá sẽ là 290.000. Lên cho em là ví cá sấu nhá. Đó. Lên cho em là ví cá sấu nhá. Đấy, ví cá sấu. Giá của nó sẽ là 290.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái túi đồ nghề mini nhá. Túi đồ nghề mini như này. Đó, rất là nhỏ gọn. Chiều dài của nó thì nó vào khoảng là 30 cm. Chiều cao của nó thì vào khoảng là gần 20 và chiều rộng thì vào khoảng 10 cm nhá. Đấy, các bác có thể dùng để mình đựng đồ nghề này. Đấy, đựng đồ nghề rồi đựng các loại đều ok hết nhá. Đấy, đồ nghề hoặc là
búa đinh, rồi nói chung là máy móc dụng cụ cầm tay rất là nhỏ gọn xinh xắn. Giá thì thanh lý cho các bác 90.000 trong con túi đồ nghề như này thôi, 90.000 để cho em là túi đồ nghề, giá sẽ là 90.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm, đó là cái bình chuông nhá. Đây, cái bình chuông như này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, các loại ngũ cốc bỏ vào đây các bác mang đi. Con này nó rất là tiện này, nó giữ nhiệt cho các bác rất là tốt luôn, đặc biệt là các bác uống cà phê đá này, uống cà phê đá này dùng con này cho em rất là sướng luôn. Đấy, cà phê đá nhá, cà phê đá, sữa đá. Đấy, các bác cho vào đây cho em, vừa là mình dùng vừa để lắc này, pha chế này. Đấy, và mang đi dọc đường có quay đeo này rất tiện, các bác có thể đeo lên xe, để lên xe dùng rất là tiện luôn. Lên cho em là bình chuông nhá, giá của nó sẽ là, các bác lên cho em là bình chuông giá sẽ là 75.000 nhá, bình chuông giá của nó sẽ là 75k này, 75k đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác ba cái mẫu đồng hồ nhá. Đấy, đồng hồ thì đầu tiên nó sẽ là đồng hồ ngọc nhá, đồng hồ ngọc, à xin lỗi các bác, là bật lửa nhá, bật lửa ngọc này. Đấy, con này thì nó sẽ là chạy bằng dầu về nhà, các bác cho dầu thơm vào đây, xăng thơm vào đây đó. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000, lên mã giúp cho em đó là bật lửa ngọc nhá, bật lửa ngọc 130.000 này, bật lửa ngọc 130.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con bật lửa la bàn này, bật lửa la bàn 120 nhá, bật lửa la bàn. Con này thì có la bàn luôn và đây là cái 70 đúng không? Bật lửa la bàn này 120 này. Đấy. Con này thì về nhà các bác tự bơm ga cho em nhá, có cả bật lửa. Con này là sẽ là bật lửa la bàn này. Nó sẽ có la bàn như này. Lên cho em là bật lửa la bàn nhá. Đấy, bật lửa la bàn kèm đồng hồ luôn. Bật lửa la bàn kèm đồng hồ. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Ngoài ra thì bên shop có cho bác thêm một cái mã nữa, đó là bật lửa đồng hồ nhá, bật lửa đồng hồ. Con này thì chỉ có bật lửa với đồng hồ thôi. Giá của nó sẽ là 100 nhá, giá của nó sẽ là 100. Đấy, 100.000. Thì bên em có 3 mẫu này. À, bật lửa ngọc này, bật lửa ngọc chạy bằng dầu này, bật lửa la bàn này. Con này thì vừa la bàn vừa đồng hồ luôn là 120. Còn con này thì nguyên đồng hồ không nhá, nguyên đồng hồ không thì giá của nó sẽ là 100. Đó, bật lửa la bàn, bật lửa ngọc và bật lửa đồng hồ nhá. Đây có cả đèn báo như này. Đồng hồ thì các bác chỉ cần nhấn vào là nó chạy thôi. Đấy, đây các bác này. Đây đồng hồ đang chạy đây. Đó, con này thì sẽ là 100 nhá, 100. Đó, bật lửa la bàn, bật lửa ngọc, bật lửa đồng hồ. Có 3 mẫu cho các bác. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái led. Các bác lên cho em là, các bác lên cho em là led 7 màu nhá. Đây, đấy, đây nó sẽ là một dây led như này. Chiều dài của nó thì từ 30 đến 50 mét nhá. Dài từ 30 đến 50 mét, hàng về theo lô. Có lô thì 30 mét, có lô thì 40 mét, có lô thì 50 mét. Đấy. Lô này thì chắc chắn là về khoảng 40 mét nhá. Đấy, khoảng từ 3 đến 40 mét rồi. Đấy. Lên cho em đó là led 7 màu nhá. Led 7 màu như này. Đây. Led 7 màu rất là đẹp luôn này các bác này. Đó. Đây. Lên cho em là led 7 màu, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó, 70.000 cho một cuộn led như này. Đây. Đấy. Bóng của nó cũng khá là dày luôn và dây thì dài khoảng là từ 30 đến 50 mét. Thoải mái sử dụng luôn. Lên cho em là led 7 màu, giá của nó sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái con dao gấp nhá, dao gấp như này. Rất đẹp luôn các bác này. Đấy. Một con dao gấp rất là đẹp như này. Các bác thấy không? Dao gấp rất là đẹp luôn. Đó. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là, các bác lên cho em là dao gấp nhá. Lô này về thì nó sẽ không có cái bật bia đâu, nhưng mà dao thì nó sẽ xịn hơn và sắc sắc hơn. Đấy, nhiều khi các bác dùng cái bật bia nó cũng rất là bất tiện thì lô này về không có bật bia nhá. Giá của nó sẽ là 20k. Lên cho em là dao gấp 20.000 nhá, dao gấp 20.000. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm, đó là cái đèn treo nhá. Đèn treo. Giá của nó sẽ là 125.000. 125.000 cho một con đèn treo như này. Các bác lên cho em là đèn treo 125.000. Con này thì cũng khá là tiện để cho các bác sử dụng luôn nhá. Đó. Đây. Rất là tiện các bác này. Đây. Lên cho em là đèn treo. Con này thì 125.000 thôi. Cũng dùng được đa di năng luôn. Đa di năng luôn, có cả dây đeo, cả cáp sạc đầy đủ nhá. Có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Đó. Có cả sạc ra cho điện thoại luôn, đầy đủ các tính năng nhá. Sạc vào, sạc ra, sạc năng lượng mặt trời. Đấy, đèn cũng rất là sáng nhá. Con này thì hết pin rồi. Về nhà các bác sạc pin vào chưa? Có một đèn này, hai đèn này. Đấy. Một đèn, hai đèn như vậy nhá, để các bác có thể dùng ban đêm, ban ngày đều được hết. Về nhà các bác cắm sạc vào chưa? Con này thì nó đang hết pin nhá, đang hết pin. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái đèn cầm tay nhá, đèn cầm tay. Con này thì sẽ là 100.000 cho con đèn cầm tay như này, có cả dây sạc này. Con này cũng có sạc năng lượng mặt trời, có một bóng này. Tiếp theo là đến hai bóng hai bên này. Đấy, tiếp theo là một con đèn dọi này. Đấy, có báo pin nhá, có cả năng lượng mặt trời luôn. Mưa gió bão bùng dùng rất là tiện này. 100.000 cho một con này. Hàng đa di năng luôn, mưa gió bão bùng nhá. Lên trên là đèn cầm tay. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 cho một em đèn cầm tay này thôi. Ngoài ra thì em có cho các bác con đèn wifi nhá, đèn wifi.
Con này thì sẽ là 130.000 cho con đèn wifi này. Lên cho em là đèn wifi 130.000. Con này cũng rất là tiện luôn, có cáp sạc đầy đủ đi kèm cho các bác này, và có cảm biến tự tự đóng ngắt nhá. Đấy. Đây, hàng của Đức này, Made in Germany này, đó, Made in Germany, hàng của Đức này. Đây. Đấy, rất là sáng luôn. Và có cảm biến nhá. Đấy, đây các bác này. Rất là tiện, các bác dùng mà không muốn động tay vào thì các bác chỉ cần gạt qua này nó sẽ tắt này. Bật này, đấy, tắt này. Tắt này, bật này. Rất là nhạy luôn, ở đây nó có hai cái mắt cảm biến như này. Đấy, và có thể ngoặt lên ngoặt xuống như này. Đấy. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 130.000 thôi. Lên cho em là đèn wifi 130.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái massage chân nhá. Đấy, massage chân. Con này thì hàng của Nhật, nó sẽ là hàng sử dụng bằng điện nhá. Đấy, nó sẽ là điện từ, thì các bác đặt cái bàn chân mình đây, nó giật nó hơi tê tê một chút thì nó giúp cho các bác là massage bàn chân rất là tốt luôn. Đấy, lên cho em là massage chân. Con này giá của nó sẽ là 70.000 thôi. 70.000 cho con massage chân như này. Con này dùng đã lắm, các bác dùng để mình massage chân, nó gọi là trị liệu đấy. Massage trị liệu bằng điện rất là tốt luôn nhá. Lên trên là massage chân nhá. Đấy. Đây các bác này, đó. Tất cả chức năng rung xoa bóp từ nhà để mang sao sức khỏe mãi cho người dùng. Công nghệ của thảm là massage trị liệu cho ngón chân, bàn chân, tất cả massage toàn bộ cơ thể, giảm mệt mỏi đau nhức, giảm đau khớp, làm tăng vận đường, điều trị những bệnh nhân giảm nguy cơ đột quỵ. Rất tiện luôn các bác nhá. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác, quay trở lại với số phạm huấn nhá. Cái số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin, tránh việc trúng đơn, nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các bác xem kênh đừng cho em xin một nút like nhá. Đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là kia máy tiết kiệm điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dụng cụ các bác cắm trực tiếp vào nguồn điện 220 bình thường cho em. Đó thì con này sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm tối đa từ 30-50% lượng điện tiêu thụ nhá. Đây. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá của nó sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó. Thì con này nó sẽ giúp tiết kiệm điện rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con máy nhỏ gọn như này. Các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp điện 220 bình thường nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện, giá sẽ là 60 cành cho một con máy tiết kiệm điện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái các bác lên mã giúp cho em, đó là cái thắt lưng cá sấu hộp nhá. Đây, nó sẽ là một con thắt lưng cá sấu hộp như này. Đấy, hàng trong hộp bao gồm là hai đầu như này nhá. Hai đầu rất là đẹp luôn. Hai đầu như này, đầu đúc liền nguyên khối nhá. Hai đầu đúc liền nguyên khối này. Có kèm thêm cho các bác là hai đầu đúc liền và một dây thắt lưng siêu đẹp luôn. Đấy, đây. Chất liệu của nó là da siêu mềm luôn nhá. Chất liệu da siêu mềm, màu thì màu nâu. Đấy, màu thì màu nâu như này. Lên cho em là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 150.000 cho một cái thắt lưng cá sấu hộp như này. Đây các bác này. Đó, hàng đẹp chấm hết luôn. Hai mặt đúc liền nguyên khối nhá. Hai mặt đúc liền nguyên khối như này. Đấy, và dòng này của nó sẽ là dòng lẫy trượt nhá. Hàng cực kỳ đẹp, chất lượng cho các bác luôn. Giá chỉ có 150.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là thắt lưng cá sấu hộp nhá. Thắt lưng cá sấu hộp 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái phao nước nhá. Đây nó sẽ là một cái phao nước như này. Thì nước ngập mà 1 sen là cái phao này nó sẽ tự ngắt, rất đơn giản thôi. Các bác cứ xoáy trực tiếp vào cái đầu cấp nước cho em. Đó, nước ngập 1 sen là phao nó sẽ tự ngắt nhá. Rất hiện đại luôn. Giá thì chỉ có 60.000 cái phao nước như này thôi. Lên theo là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bình nhiệt quân đội Mỹ nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Đó. Màu thì rất là đẹp luôn. Đấy, nó sẽ có rất là nhiều màu nhá. Màu xanh, màu đỏ các kiểu luôn. Inox 304, hàng 1 lít rưỡi nhá, hàng 1 lít rưỡi. Bình nhiệt quân đội Mỹ, hai nắp inox 304 này. Có lưới lọc viết đàng hoàng nhá. Đấy, đây. Các bác này, đấy, tay xoáy này. Xoáy ra này. Đấy. Có lưới lọc nhá. Rất ngon lành cành đào cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là đi các bác lên mã giúp cho em, đó là bình nhiệt quân đội Mỹ. Giá của nó sẽ là
190.000 nhá, 190.000 cho con bình nhiệt quân đội Mỹ như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bút điện cao su nhá. Đây, cái tay nắm của nó sẽ là bằng cao su như này. Đây các bác này. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Thì con này vừa là tô vít vừa là bút điện được luôn. Và nó rất là sáng như này thì các bác thử thông mạch hoặc thử điện âm dương các kiểu con này đều được luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một chiếc như này nhá. 30.000 cho một chiếc bút cao su như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Đấy, một cái thớt bằng tre như này, rất là đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, mịn màng, ngon lành như này nhá. Hàng cực kỳ là tiện ích cho các bác dùng để thái rau dạ rồi các kiểu luôn. Chiều rộng của nó thì vào khoảng là 30 nhá. Và cái chiều ngang của nó thì vào khoảng là 25 nhá. Giá thì sẽ là 70.000 nhá, 70.000. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giá vo gạo nhá. Giá của nó sẽ là 75.000 cho một con giá vo gạo như này. 75k. Thôi được rồi. 75.000 cho con giá vo gạo như này nhá. 75.000. Hàng bằng inox 304. Inox 304 cực kỳ dày dẫn và chắc chắn. Cái này 270 nha. 308 ạ. Inox 304 nhá, giá sẽ là 75k nhá. 75k. Đó, 75k cho một con như này. 75.000 nhá. Hàng inox 304 dày dẫn chắc chắn, khi các bác vo thì mình chỉ cần nghiêng đi như này thôi. Nghiêng đi như này là cái phần nước nó sẽ chảy hết và cái phần gạo nó sẽ đọng lại ở đây, nó sẽ không bị chảy mất gạo nhá. Rất sạch sẽ luôn. Ngoài này vo gạo thì mình có thể rửa rau này hoặc đựng thực phẩm, đựng thức ăn cũng ok luôn. 75.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn nhá. Đèn cúc áo này. Giá sẽ là 30 cành cho con đèn cúc áo như này, 30.000. Bấm này nó sẽ lên này. Đấy các bác thấy không? Đó, rất sáng luôn. Đèn cúc áo nhá, 30.000 cho con đèn cúc áo như này. Rất sáng này, các bác thấy không? 30.000 nhá. Đó. Lên cho em là đèn cúc áo 30k. Có nam châm rồi các thứ đầy đủ luôn. Đó, đèn cúc áo 30.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đồng hồ LED mẫu cũ nhá. Đồng hồ LED mẫu cũ 140.000. 140.000 cho con đồng hồ LED mẫu cũ như này. Có kèm cho các bác cả dây cắm luôn và một con đồng hồ như này, chiều dài thì vào khoảng là 15-17 cm. Chiều cao thì vào khoảng là đi 5 cm nhá. Đấy, có dây cắm như này. Và khi nó hiển thị thì nó sẽ là đúng như trên hình này luôn, hiển thị số như trên hình này. Giá của tăng cái thành cái ra. Giá sẽ là 140.000 nhá, 140.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao vân gỗ nhá. Đấy, một con dao vân gỗ siêu sắc bén như này nhá. Giá sẽ là 120.000 cho con dao vân gỗ như này. Hàng khâu đầu khâu đuôi này, made in Japan này. 120.000 cho một con dao vân gỗ này. Giá siêu rẻ luôn. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ các bác nhá. Đây, đấy các bác theo. Hàng siêu sắc, giá siêu rẻ luôn. 120.000 cho một con dao vân gỗ như này. Hàng siêu sắc nhá. Siêu sắc luôn, giá siêu rẻ. 120.000 nhá. Các bác thấy không? Chất dao khỏi phải bàn rồi. Siêu sắc bén này. Seki là hàng thương hiệu Seki Japan nhá. Đấy, dao vân gỗ cực đẹp luôn, 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này chống đau lưng nó gọi là cái gì? Cái tựa lưng nhá. Giá là 50 cành. Đây là cái miếng mút để các bác về các bác lót vào đây cho em này. Đấy. Còn khi các bác kê thì các bác chỉ cần đặt vào đây này. Đấy. Đặt vào đây sau đó thì mình lắp vào này cho em này. Đó, đây. Rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể đút cái này vào đây. Đấy, đút cái này vào đây cho nó êm. Đấy, cho nó êm cái phần lưng của mình tựa xuống này. Đó, đây. 50.000 cho cái tựa lưng này thôi nhá. Đấy, và cái này nó rất là nhiều cấp độ. Thì khi các bác dùng thì mình có thể tụt lên hạ xuống độ cong tùy theo. Để mình tựa cái này, nó là cái tựa lưng công năng học thì nó giúp cho các bác là chống đau mỏi lưng, đau mỏi cổ rất là tốt luôn. Đấy, các bác tựa lưng cũng được mà làm tựa vào cổ cũng được nhá. 50.000 cho cái tựa lưng như này. 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái sen quạt tăng áp nhá. Ở đây nó sẽ là cái sen quạt tăng áp này. Giúp tăng áp lực của nước rất là tốt luôn. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt. 90 cành. Đấy, mua sen được tặng kèm dây. Đấy, dây dài khoảng 1m, 2m3. Bây giờ các bác ra cửa hàng mà mua nguyên một cái dây này cũng phải 3-40.000 rồi. Em ở bên em bán cả sen cả dây có 90.000 thôi. Đấy, mẹ còn có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Sen quạt tăng áp. Giá chỉ có 90.000 cái bộ sen quạt tăng áp này thôi, 90k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng vàng điều hòa huyết áp nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì nó sẽ là vòng bằng vàng 24 carat nhá. Đấy, vòng vàng 24 carat như này. Đó, và ở đây thì có các cái hạt nam châm từ trường. Khi các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đó. Giá rất hợp lý nhá. Giá hợp lý lắm. Chỉ có cho các bác là đi bao nhiêu nhỉ? 40 cành thôi. 40 cành cho một cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này.
rất là nên dùng các bác nhá. Các bác nào bị huyết áp cao hoặc thấp thì đeo vào một thời gian nó sẽ ổn định nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp, giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cái vòng vàng điều hòa huyết áp như này, giá sẽ là 40.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm, đó là cái thanh cài dao nhá. Đây nó sẽ là một cái thanh cài dao như này, các bác dắt dao vào đây cho em. Ngoài ra thì các bác có thể đeo xoong, đeo nồi vào đây rất là tiện luôn. Có kèm cho các bác cả ốc vít luôn, thì các bác có thể là bắt lên tường này, bắt vào cánh cửa này, hoặc là các bác bắt lên tường đấy, sau đó thì mình treo xoong nồi rồi dắt dao vào đây rất là tiện luôn. Thanh cài dao giá sẽ là 90.000 thôi, giá chỉ có 90k cho một con thanh cài dao như này thôi nhá. 90.000 cho một cái thanh cài dao như này rồi. Ok, hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, xin một nút like nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy, thì hôm nay bên em về được một ít cái kéo của Nhật, hàng thanh lý nhá, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 15cm nhá. Đấy, 15cm, hàng thì siêu sắc luôn các bác nhá, siêu sắc. Con này thì nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình làm thủ công này, làm nghề, hoặc là nói chung là cắt các thứ linh tinh, nó rất là nhỏ gọn luôn. Quai của nó cán rất là chắc chắn luôn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác lên cho em đó là, các bác lên cho em đó là đây, em sẽ đo thực tế cho bác. Con này thì nó dài là đi 15cm nhá, kéo dài 15cm. 15cm như này, 15cm rưỡi. Em gọi cho nó là kéo dài 15 nhá. Lên cho em là kéo 15. Con này thì giá của nó sẽ là 10k một chiếc nhá, kéo 15. Giá sẽ là 10k. Đấy, các bác lên cho em là kéo 15 này. Kéo 15. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc thôi. 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này, giá siêu rẻ mạt luôn. Đấy, 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này nhá. Lên cho em là kéo 15 này. Giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho con kéo 15 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái kéo 20 nhá. Đây, con này thì nó sẽ là 21cm này. Đấy, 21cm như này. Đấy, thì con này cũng rất là ngon luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Có đầu mở nắp chai này, mở nắp chai rồi kẹp cua ghẹ này. Có phần khuyết để các bác cắt gà, cắt cá này. Cũng rất là sắc bén luôn các bác nhá. Rất là sắc bén luôn. Đây các bác này. Đấy, rất sắc bén luôn. Con này thì nó sẽ dài là đi 21cm, 21cm rưỡi. Thì con này các bác lên cho em là kéo 21 nhá, kéo 21. Giá của nó sẽ là 15k. Đó, kéo 21 này. Kéo 21, giá sẽ là 15k một chiếc, 15.000 một chiếc nhá. Đấy. 15.000 một chiếc. Con này thì sẽ là 15.000 cho một chiếc kéo như này nhá. 15k một chiếc. Còn con này thì sẽ là 10.000 thôi, 10.000 cho một con kéo như này. Đấy, dài 15cm, con này thì dài 21cm. Đó, thì các bác muốn lấy combo thì lấy, mà lấy lẻ thì lấy nhá. Lấy combo thì lấy mỗi loại một chiếc thì lấy, hoặc là lấy lẻ thì lấy nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật, thanh lý siêu thị nhá. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, siêu sắc bén, thép trắng không gì, và giá cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Giá rất hạt rẻ luôn các bác nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Con này sẽ là 15.000 một chiếc, và con này sẽ là 10.000, 10.000 trong chiếc kéo như này thôi. Giá thanh lý gần như là giá cân ký luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái kích điện nhá, 175.000. Con này sẽ là chuyển từ điện áp quy 1224 sang điện 220V. Đây, có công tắc đóng ngắt ở đây này, có cổng sạc luôn, và có chân cắm cho điện các bác sử dụng điện trực tiếp nhá. 175.000. Lên cho em là kích điện nhá, kích điện 175.000. Các bác cắm là áp quy 1224 đều được hết nhá. Đấy. Đầu ra của nó này. Đấy, 12V hoặc 24V nhá. Đó. Công suất của nó là lên tới điện 220V và có cho các bác là 100mA này. Đó, giá rất là ok cho bác luôn, 175.000. Về nhà các bác chỉ cần kẹp vào bình áp quy cái là sẽ có ngay điện 220, chạy quạt điện này, chạy các thiết bị điện 220, ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái còi sinh tồn nhá. Đấy, còi sinh tồn. Giá thì sẽ là, cái còi sinh tồn thì bao nhiêu đấy? Còi ấy này. Còi có la bàn này. Đây, một con còi rất là đẹp như này các bác nhá. Đó. Đấy. Còi cứu hộ các bác nhá, còi cứu hộ 25.000. Con này thì có cả cập nhật nhiệt độ này, nhiệt độ miền Bắc đang là trên 30 độ C này. Đó, và có cả la bàn luôn nhá, có cả la bàn các thứ như này. Lên cho em là còi cứu hộ, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho con còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm, đó là cái đế nóng nhá, là cái đế nóng. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm nóng tất cả mọi thứ luôn. Đây, có báo điện này, có điều chỉnh nhiệt độ này, có số 1, số 2, số 3 này, và đây là cái đế bằng gang này. Các bác cứ đặt lên, các loại xoong nồi đều đun được hết nhé. Xoong nồi inox nhôm nhiếc đun được hết luôn. Đấy, các bác chỉ cần đặt lên đây là nó sẽ giúp cho các bác giữ nóng, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Lên cho em là đế nóng 130.000 cho con đế nóng như này nhá. 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Đấy, chổi tự vắt đây. Con này thì rất là tiện luôn. Khi các bác sử dụng thì là nó sẽ có cái tính năng là các bác chỉ cần là
lắp vào cho em và kéo nó sẽ tự vắt nhá. Đấy, đây. Có 3 nấc cho các bác về các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100 cành như cái chổi tự vắt này thôi. Xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái này vào. Đó, sau đó thì các bác nâng lên cho em. Xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ. Vắt thì các bác kéo này cho em là nó sẽ kiệt này. Đấy. Kéo này nó sẽ tự vắt cho các bác này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 cho con chổi tự vắt như này. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3, xoay 360 độ và nó sẽ tự vắt cho các bác luôn. Lên cho em là chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 nhá. 100k tròn cho con chổi tự vắt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo vắt cành trên cao nhá. Con này thì nó sẽ là một cái đầu lưỡi cưa và một đầu kéo như này. Đây, đầu kéo như này các bác này. Đầu kéo rất là to luôn. Hàng made in Japan nhá, kéo cắt cành trên cao. Đó, về nhà các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Kéo cắt cành trên cao giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. Con này. Đấy. Bắt kéo vào, giật dây. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Đấy, em sẽ cắt lại thử một lần nữa cho các bác xem này. Đấy, ví dụ cành này cành tươi các bác nhá. Các bác móc kéo vào này. Đứng dưới giật dây. Đấy. Đầu kéo bên em ấy. Đấy các bác lắp vào để mình cắt nhá. Đấy. Có cả đầu cưa luôn nhá. Có cả đầu cưa thì các bác lắp vào các bác cưa. Ngoài ra thì bên shop bán là không có kèm cán đâu nhá. Về nhà các bác tự chế cán nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ kéo bộ làm vườn nhá. Bộ làm vườn thì combo 4 món như này sẽ là 160.000. Bao gồm cho các bác là hai cưa này. Đấy. Hai cái cưa như này. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, đây. Made in Japan này. Hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đó. Ngoài ra thì sẽ là có hai kéo này. Một con kéo cắt cành như này, kéo cắt cành như này, thép SK5 không gỉ này. Đấy, có kèm thêm một lò xo. Đây, kéo cắt cành như này nhá. Đấy. Một con kéo cắt cành như này các bác này. Đấy. Một con kéo cắt cành như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác thêm là một cái kéo tỉa nữa nhá. Một cái kéo tỉa nữa. Kéo tỉa này thì nó sẽ là 20 cent. Đấy, cũng hàng made in Japan hết nhá. Đấy, made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan nhá. Đó. Thì combo cho các bác là 4 món sẽ là 160.000. 160.000 cho 4 món, bộ bao gồm là bộ 4 cưa kéo nhá. 160.000. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ theo giá lẻ các bác. Mua lẻ thì sẽ theo giá lẻ nhá. Thì con kéo tỉa này sẽ là 40k này. Con kéo tỉa này giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con kéo tỉa như này. Đấy. Còn con cưa gấp này thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho con cưa gấp như này. Đấy. 60.000 này, 60.000 cho con cưa gấp như này. Con kéo cắt cành này thì sẽ là 80k nhá. 80k cho con kéo cắt cành như này nhá. Kéo cành. Đấy, 80.000. Ngoài ra thì con cưa lách này thì giá của nó cũng là đây, con cưa lách này bao nhiêu đấy? Cưa lách này cũng là 40.000 luôn, 40k nhá. 40k cho con cưa lách như này. Đấy. Thế là nếu các bác mua combo thì chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì rất là đắt nhá. Mua lẻ thì nó vào hơn 200 cơ. 40 là 80, 80 là đi 160, 60.000 nữa là vào 220. Thế mà các bác mua combo 4 món như này nhá. 4 món cưa kéo như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là bộ 4 món cưa kéo nhá. Đấy. Bộ 4 món cưa kéo 160k cho 4 món luôn. Tính ra vào có 40.000 một món này thôi. 4416 này. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái búa đinh nhá. Hai cái búa đinh nhá. Đấy. Thì con búa A1 này thì sẽ là 130.000 A1 này. Đấy. Con này lên cho em là A1 nhá. Búa A1 130.000. Còn con A1 A1 là to đúng không? À búa A2. Búa A2 to nhá. Con này sẽ là A2 to này. A2 to là 130.000. Còn con A1 nhỏ nhá. A1 nhỏ chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80.000 này. Con nhỏ này là 80 cành nhá. Còn con to này sẽ là con to là 130.000. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Đấy, có con nhỏ con to, lấy con nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá. Máy tiết kiệm điện, hàng công nghệ của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ tiết kiệm điện cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho con máy tiết kiệm điện này thôi. 60k. Lên cho em là máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho con máy tiết kiệm điện như này. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản. Chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại. Từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa,
nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện. Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó, giá chỉ có 60 cành thôi nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện này, giá 60.000 siêu rẻ luôn. Một tháng các bác có thể tiết kiệm được từ 30 đến 50% hiệu điện tiêu thụ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ô dù của Nhật như này nhá. Dòng này nó sẽ là dòng tự động này, đây, bật ra này. Đấy, bật ra tự động như này. Hàng thì của nó là nan kép và của nó sẽ là hàng nan là nan kép nhá. Và của nó sẽ là đường kính của nó sẽ là 1 mét này. Rất rộng luôn, nan kép đường kính 1 mét, tự động cho vào này. Đấy. Các bác chỉ cần là xoắn vào cho em là xong. Đấy. Mình đẩy vào như này cho em là xong này, sau đó thì mình gấp vào này. Đấy, sau đó mình gấp vào. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đấy. Bật ra như này thôi nhá. Bật ra như này nó sẽ ra này. Còn bấm vào thì các bác chỉ cần ấn này. Đấy, ấn lấy này là nó sẽ bật vào luôn. Đó, rất là tiện. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80.000 cho cái ô dù Nhật như này nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là vải ni lông trơn nhá, nước đổ đầu vịt nhá. Đó, vải ni lông trơn nước đổ đầu vịt cho các bác luôn. 80k. Lên cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Đó. 80k cho cái ô dù Nhật như này, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Ô dù Nhật 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia mã này nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Này nó sẽ là bộ ba tô nhá, bộ ba tô 90.000. Tính ra vào 30.000 một chiếc thôi. Nó sẽ có cho các bác là ba cái tô. Cái to nhất này của nó sẽ dung tích lên tới to nhất này thì dung tích của nó là lên tới 1.8 lít nhá, 1.8 lít như này, cũng khá là dày luôn. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900. Đấy, 900. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900 này. Và con này thì của nó sẽ là 1.2 lít. Ba cái tô này thì các bác dùng rất là tiện, hàng inox này. Các bác có thể dùng để làm nem, làm nộm rồi nói chung là múc cơm canh. Đấy, nhà có khách khứa dùng rất là tiện, sạch sẽ. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là rửa ráy nó tiện, không lo bị bong chốc rồi. Thế nào. Đấy, bong chốc bị vỡ nhá. Giá sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ ba tô nhá. Ba tô 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy hút nước rửa bát nhá. À kia hút rửa bát nhá. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây các bạn này. Đấy. Chỉ mấy chục nghìn đồng, nó đặt vô cùng đơn giản, chỉ cần kết nối ống dẫn từ bồn rửa tới than dầu, và lỗ ở trên bồn rửa, rồi siết chặt. Đầu bơm được làm bằng inox kèm theo dây silicone dài khoảng 1 mét. Từ nay thì các bác có thể yên tâm mua can 5 lít về rửa chén để sử dụng và tiết kiệm chi phí rồi ạ. Các bác hãy tham khảo nó trong giỏ hàng để trải nghiệm nhá. Mình cứ mua cái can 5 lít về, sau đó thì mình cắm vào cho em là xong. Em trở lên gọn nhà hơn đáng kể với chi phí chỉ mấy chục nghìn đồng, để lắp đặt vô cùng đơn giản. Chỉ cần kết nối ống dẫn từ bồn rửa tới than dầu, thông qua lỗ ở trên bồn rửa, rồi siết chặt. Đầu bơm được làm bằng inox kèm theo dây silicone dài khoảng 1 mét. Từ nay thì các bác có thể yên tâm mua can 5 lít về rửa chén để sử dụng và tiết kiệm chi phí rồi ạ. Giá chỉ có 70.000 thôi nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái này sẽ là không có vòi như Phương nhỉ? Cái bộ 5 mũi khoan đa năng nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi khoan đa năng như này giá 110.000, 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng. Lên cho em hộp 5 mũi khoan đa năng giá sẽ là 110k thôi, giá cực kỳ là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. 110.000 cho 5 cái hộp mũi khoan đa năng như này, đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi tất cả nhá. Mũi của nó là hình mũi khế như này nhá, hình mũi khế này. Thép của nó là có phủ titan luôn, phủ titan nên là khi khoan được hết nhá. Khoan các loại chất liệu đều được hết trừ kính cho em thôi. Trừ kính còn lại là khoan được hết nhá. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 dùng rất là tiện, khoan tường, khoan đồ đa năng luôn. Khoan kính, khoan giếc 110.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đây, quạt xanh. 55.000 cho con quạt xanh như này. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cáp sạc luôn nhá. Bao gồm một cáp sạc. Về nhà các bác chỉ cần là đưa ra là mình sử dụng thôi, kéo cao được lên tới khoảng gần 40 cm. Có công tắc ở đây. Các bác có thể dùng số 1, 2, 3 tùy theo nhé. Thời gian chạy của nó liên tục từ 3 đến 5 tiếng tùy theo dung lượng sạc nhé. Có 3 số này. Các bác có thể để mọi ngóc ngách đều được hết nhé. Đấy, gập lên gập xuống đều ok. Lên cho em là quạt xanh 55.000 một chiếc nhé. Quạt xanh 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây điện vàng nhé. Đây, chiều dài của nó thì từ 15 đến 20 mét nhé. Từ 15 đến 20 mét, hàng nội địa của Nhật nhé. Hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đây, nó sẽ là một đầu dây đúc liền như này và một ổ cắm này. Đó. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, có đèn báo nhá. Ổ này là ổ chống vỡ nhá. Giá thì sẽ là 150.000 cho một cuộn dây như này. Lên cho em là dây điện vàng 150.000 nhá. Dây điện vàng 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia cân sức khỏe nhá. 100.000 cho con cân sức khỏe như này. 100k nhá. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là
một cân như này, có kèm sẵn cho các bác là cả pin điếc luôn. Các bác cứ lắp vào là mình sử dụng thôi. Cân của nó thì nó sẽ là dạng cân kính cường lực như này nhá. Kính cường lực lên tới là 180 cân, có báo số điện tử, các bác về lắp pin vào cho em là xong. 100.000 cho con cân sức khỏe như này nhá. Lên em là cân sức khỏe 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2T nhá. Một con bơm 2T hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng made in Japan này, thương hiệu Santalay made in Japan. Dây của nó thì là dây mềm như này. Đấy. Và đây thì các bác có thể đẩy ra này. Đấy. Đây, hàng thương hiệu Santalay made in Japan. Con này thì giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. 230.000 nhá. Bơm 2T, lên trên là bơm 2T 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm đa năng nhá. Đồng hồ kìm đa năng. Con này cũng 230 luôn. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng như này. 230k nhá. Đó, đây các bác này. Đây, rất tiện ích luôn nhá. 230.000. Có kèm pin cho các bác luôn. Về nhà các bác sử dụng để mình đo đạc rồi làm điện. Có đo vôn kế, ampere kế rồi ôm yếc đầy đủ cho các bác luôn. Bác nào làm thợ điện thì nên dùng con này. 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây. Đây nó sẽ làm cái đệm ghế như này. Đệm silicone giá 90.000, đệm than tổ ong nhá. Các bác dùng để mình ngồi này. Đấy, chống bệnh trĩ rồi nói chung là thoáng khí. Đây, có vải dệt 3D như này nhá và than tổ ong như này. Đấy, ngồi rất là sướng luôn. Lên cho em là đệm ghế giá sẽ là 90.000 cho con đệm ghế như này nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Mã sản phẩm đầu tiên lên cho bác đó là hôm nay bên shop về cho bác hai cái dòng chai xịt nhá. Đầu tiên thì nó sẽ là xịt bếp. Con này thì sẽ là 45.000 trên một chai nhá. Đấy. Các bác xịt để mình tẩy các cái vết dầu mỡ vết bám. Đó. Lên cho em là xịt bếp, con này thì sẽ là 45.000 một chai. 45.000 trên một chai xịt bếp như này. Còn cái chai này thì nó sẽ là xịt nhà vệ sinh nhá. Xịt nhà vệ sinh thì con này của nó sẽ là con xịt nhà vệ sinh này thì sẽ là 50.000 nhá. 50k cho cái chai xịt vệ nhà vệ sinh như này. 50k. Đó. Thì cái dòng này khi các bác xịt ra thì nó sẽ là dòng bọt như này các bác này. Đấy, dòng bọt như này. Thì nó giúp cho các bác tẩy rất là tốt luôn. Tẩy sạch các cái cặn bám, vết dầu mỡ vết cặn bám. Đó. Số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tẩy sạch vết dầu mỡ vết cặn bám, vết canxi nhá. Đó. Con xịt bếp này thì là 45.000, còn con xịt nhà vệ sinh thì sẽ là 50.000. Xịt bếp là màu vàng, còn xịt nhà vệ sinh là màu xanh. Vâng nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay hạt nhá, máy xay hạt. Hay còn gọi là máy xay khô. Đấy, cái này chỉ xay khô thôi, xay các loại hạt nhá, sử dụng điện 220V, rất là khỏe luôn các bác, chỉ cần cắm vào là xay. Có các cái đầu lưỡi xay như này. Đấy, xay hạt, xay khô, xay tiêu, xay điều, xay cà phê, 120k cho con máy xay khô như này nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Cái vòi này thì các bác nối vào cái vòi rửa bát này hoặc là các cái phần mà vòi rửa chân rửa tay đều được hết nhá. Rửa chân rửa tay rửa bát. Ở đây nó sẽ có sẵn cho các bác là cái gioăng này rồi. Cái gen xoáy rồi, các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đấy, có chế độ điều chỉnh nước một tia hoặc là nước vòi hoa sen. Có lên cho là vòi nối nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 70k. Đấy, 70k cho cái vòi nối như này. Lên cho em là vòi nối này. Vòi nối giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cà lê nước nhá. Con này thì sẽ là 55.000 trong cái cà lê nước như này. Giá sẽ là 55k. Đấy. Con này thì các bác chuyên dùng cho em để mình vặn ống nước này. Đấy, mình vặn ống nước này. Độ mở của nó lên tới gần 7 cm, 6/8 này. Đấy. Các bác sửa chữa ống nước thì bắt buộc phải có con này, dùng rất là tiện luôn. Đó. Cà lê nước giá của nó sẽ là 55k nhá. 55k cho con cà lê nước như này. 55.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen quạt tăng áp nhá. Đấy. Đây nó sẽ là cả một cái bộ sen như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Đấy. Cả một cái bộ sen như này nhá. Đấy. Đóng ngắt trên tay này. Đấy, đóng ngắt trên tay luôn. Và có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt nhá. Đấy, đóng ngắt trên tay như này. Có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn. Lên cho em ghi giá cho mình cái này. Sen quạt giá sẽ là cái này là bao nhiêu? 90k nhá. 90k cho con sen quạt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chai xịt rỉ nhá, xịt rỉ hay còn gọi là xịt P7. Đấy. À không, cái này là cái chai vệ sinh điều hòa nhá. Đấy, vệ sinh điều hòa một cái dòng sản phẩm mới của bên em. Đó, thì các bác xịt trực tiếp vào cái lưới điều hòa như này nhá. Đấy, xịt trực tiếp vào cái phần cái lưới điều hòa như này thì nó sẽ giúp cho các bác là diệt khuẩn này, làm thông thoáng điều hòa này và điều hòa không bị mùi nhá. Đấy. Lên cho em là vệ sinh điều hòa. Con này sẽ là 45.000 cho một chai vệ sinh điều hòa như này. Tiếp theo thì bỏ đây luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái vòng gỗ nhá, vòng trầm gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm tự nhiên như này.
Đấy, giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn, hàng nội địa của Nhật. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu? 50.000 nhá, lên theo là vòng trầm gỗ, giá sẽ là 50k thì cái vòng trầm gỗ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ của thương hiệu Philips, giá sẽ là 170.000 cái tăng đơ Philips như này nhá, 170k. Đó. 170.000, mấy cái đôi giày nó bỏ ra đây luôn. Mấy cái giấy nó bỏ đây. 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này nhá. Đây là cái đế sạc của nó này. Đấy, đây cục sạc này. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái cữ này và một cái bộ tăng đơ cực kỳ là ngon luôn. Đây, hàng thương hiệu Philips cực kỳ là dày dẫn bền bỉ và chắc chắn cho các bác nhá. Đó. Rất là dày dẫn bền bỉ chắc chắn các bác luôn, rất là ngon các bác này. Đó, lên theo là tăng đơ Philips nhá. Con này thì trên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 170.000 cái bộ tăng đơ Philips như này, 170.000 các bác nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái khăn lau kính nhá. Một bịch này của nó thì sẽ là 10 chiếc. Đó, các bác dùng để mình lau kính, lau bàn, lau ghế đều ok hết nhá. Khăn lau kính 50.000 một chiếc, một bịch 10 chiếc. Cái này thì nó thấm hút rất là ấy luôn, thấm hút rất là tốt luôn, cho nên là và bám bụi rất là tốt. Khăn lau kính 50.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái rổ vo gạo bằng inox 75.000 cái rổ vo gạo bằng inox như này, rất tiện này. Các bác dùng để mình vo gạo này. Đấy, vo gạo vệ sinh rất là tốt luôn. Ở đây nó sẽ có cái phần nghiêng như này và đặc biệt là cái phần lọc như này. Thì khi các bác rót nước ra thì cái gạo nó sẽ không bị chảy ra ngoài, nó lãng phí các bác nhá. Và rất là sạch sẽ luôn. Inox 304. Ngoài dùng để vo gạo thì các bác có thể dùng để rửa rau. Đường kính của nó vào khoảng là 25 cm. Rất dày dẫn chắc chắn. Inox 304 nhá. Su 304 75.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái găng tay lao động nhá. Một bịch này của nó sẽ là 70.000 12 đôi. Còn em bán lẻ thì sẽ là 5 đôi là sẽ là 40.000, 5 đôi 40.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ LED nhá. Đồng hồ LED. Đồng hồ LED thì có hai mẫu. Đấy. Mẫu này là mẫu cũ này. Đấy. Đồng hồ LED mẫu cũ. Con này thì giá của nó sẽ là 110.000 cái đồng hồ LED mẫu cũ như này. Đấy. À mẫu mới nhá. Đồng hồ LED mẫu mới là 110.000. Đấy. Còn đồng hồ LED mẫu cũ nhỏ hơn thì sẽ là 140.000. Đây. Con này thì nó sẽ nhỏ hơn. Đấy thì tùy các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Có hai loại mẫu cũ mẫu mới như này. Đây, con này thì nó sẽ là cái LED mặt gương nhá. Cái này thì sẽ là LED mặt gương này. Còn cái này nó sẽ là LED số này. Đấy. LED này thì nó sẽ có số nổi như này, còn cái con này thì nó sẽ là mặt gương. Đấy, mặt nó trắng gương như này. Đấy, đồng hồ LED cũ là 140.000. Đấy, lên trên là đồng hồ LED cũ nhá. 140.000 một con đồng hồ LED cũ như này. Còn con đồng hồ LED mới này thì sẽ là 110.000, 110.000. To hơn và giá hợp lý hơn. Đó, đồng hồ LED cũ 110.000 các bác nhá. Lên theo là đồng hồ LED cũ. Giá sẽ là 110.000 cái con đồng hồ LED cũ như này. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cân 10 nhá. Đấy, con này thì đợt này về lại có pin. Đó, cân tiểu ly 10. Đấy, con này thì các bác dùng để mình cân đồ nhà bếp này, rồi cân các thứ linh tinh đều được hết, lắp pin vào cho em. Đó. Và nó cân được 10 kg. Mặt của nó thì bằng inox như này nhá, cân của Đức nhá. Đấy. Lên cho em là cân 10. Giá sẽ là 120.000 cho cái cân 10 như này. 120.000 nhá, 120.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thước laser nhá. 90.000 cái thước laser như này. Con này thì chuyên dùng để bao nhiêu đấy? Hả? Đấy, thước laser như này. Đấy, con này thì nó sẽ có cho các bác là một cái tia laser đo dọc và đo ngang. Đấy. Đo dọc ngang và đo góc vuông đầy đủ hết này các bác này. Đó, đây, rất sáng luôn nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là các loại thước này. Đó, các loại thước Livo này. Đấy, rất là sáng luôn các bác này. Đó, rất sáng luôn. Soi rất là rõ nhá. Ngoài ra thì sẽ có cả thước rút này. Có cả thước rút ra như này luôn. Đấy, có cả thước rút rất là tiện luôn các bác nhá. Đó, có thước rút luôn. Combo cho các bác như này. Giá bên shop đang gửi tới các bác mỗi con thước laser như này giá sẽ là 90.000 nhá. 90k là con thước laser như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mắc áo nhá. Đây, mắc áo như này. Con này thì của nó bằng nhựa mềm và nó có các cái phần nhựa mềm và nhựa dẻo, dùng rất là tiện luôn và có các cái phần đai như này khi các bác treo quần áo không bị rơi và có cả móc luôn. Giá thì sẽ là 75.000 trong chục nhá. 75.000 trong chục mắc áo như này, hàng cực kỳ xịn sò luôn. Hàng này của nó thì siêu mềm siêu dai như này, các bác dùng rất là sướng luôn nhá. Siêu mềm siêu dai luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 chục các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về từ bác cái sản phẩm đó là cái đèn trợ sáng nhá, 40.000 một chiếc như này. Các bác lắp trực tiếp vào xe đạp điện này hoặc xe máy này,
có ốc ác các thứ đàng hoàng, 40.000 chiếc thôi, đèn trợ sáng, giá xe là 40.000 chiếc. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy nhá, lắp trực tiếp vào áp quy luôn. Đấy, lắp trực tiếp vào áp quy rất là tiện luôn. Đấy, giúp cho các bác trợ sáng luôn, giá xe là 40k. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp lưỡi câu như này. 15.000 một hộp nhá. 15.000 một hộp bao gồm cho các bác là từ 50 đến 100 lưỡi, từ 50 đến 100 lưỡi. Đấy, có lô về thì 50, 70, 80, 100. Đấy, hộp lưỡi câu như này đầy đủ luôn. Các bác tha hồ mình sử dụng nhá. Có cả cước luôn. Cước thì sẽ là 30.000 cho một quận, 30.000 một quận 100m nhá. Còn lưỡi thì sẽ là 15.000 cho một hộp như này. 15.000 một hộp lưỡi câu như này nhá. Lên cho em là hộp lưỡi câu. Giá của nó sẽ là 15k một hộp nhá. Cước ơi. Rồi đưa cước cho anh. 15.000 cho một hộp mà lưỡi câu như này nhá. Đấy. Và đây là cái cước câu này. Cước câu thì sẽ là 30.000 cho một quận như này, 100m luôn. 30.000 một quận 100m, cước là cước 4 ly của Nhật này. Đấy, Japan này. Cước 4 ly của Nhật 100m luôn. Tha hồ thoải mái đây. Cước 4 ly siêu dài luôn nhá. Đấy, siêu dài luôn. Này thì sẽ là 30.000 nhá. 30k cho một quận cước như này, 30.000 một quận cước như này. Đấy, tiếp theo thì bên em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái giày lính nhá, giày lính này. Giày Mỹ nhá. Đấy. Giày lính à? Giày lính Mỹ nhá. Đấy, giày lính. Các bác lên cho em là giày lính Mỹ này, USA luôn. Giày lính Mỹ như này. Đó, đây, USA. 390.000 một đôi, bao ship lên tận nhà cho các bác luôn. Dùng cực kỳ là ngon luôn, giày này đi thì rất chất luôn. Đấy, chất của nó này. Các bác biết rồi. Đó, chất của nó rất là ngon luôn. Đó, lên cho em là giày lính. Giày lính này, 390.000 một đôi. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Rất đẹp nhá. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phạm huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh, chia sẻ kênh giúp cho em. Đừng quên cho em xin nút like nhá. Cái này 25 đúng không? 25. Đọc giá luôn. 25, đúng không? Cái này là 40 này. Cái này. Cái này lấy đủ bộ cho anh. Cái này là 10 à? Cái này là 15. 15. 15k một cái bàn chải này các bác nhá. 15.000 một cái bàn chải này. Đấy. Đây các bác lên cho em là bàn chải cầm tay nhá. Bàn chải cầm tay như này. Các bác có thể dùng để mình đánh kỳ cọ xong nồi rồi nói chung là đa chi năng được luôn. Đấy, tắm rửa kỳ cọ chân tay rất là sạch luôn. Đấy, cầm như này rất là tiện nhá. 15k một chiếc, mua 3 cái thì sẽ là 40.000 nhá. 3 cái 40.000. Lên cho em là bàn chải cầm tay này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đũa của Nhật nhá. Đấy, đũa đen của Nhật như này. À, đũa này thì bên shop bán là 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Đấy. Đũa được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng. Đấy, đây. Được làm từ sợi thủy tinh sáng bóng này, chịu được nhiệt độ cao, chống nấm mốc, chống vi khuẩn nhá. Giá thì sẽ là 40.000 cho một vỉ 10 đôi. Đấy, lên thì em là đũa Nhật 40.000 một vỉ 10 đôi nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 4 cưa kéo này. Đấy. Cái bán lẻ bao nhiêu? Bộ 4 cưa kéo như này, nếu mua combo 4 món thì giá của nó sẽ là 160.000. Đấy, mua lẻ thì con kéo cắt cành này thì sẽ là 70k này. Đó. Con cưa gấp trắng đen này thì sẽ là 50.000 này. Đó. Con cưa lách thì sẽ là 40k nhá, 40k. Và con kéo tỉa 25 này thì tỉa 25 này thì sẽ là tỉa 20 bao nhiêu? 50.000 lấy cái tỉa 25 luôn, 50.000 nhá. Đấy. Các bác mua lẻ thì nó rất là đắt, còn mua combo thì giá chỉ có 160.000 thôi. Combo sẽ là 160.000 cho một cái bộ 4 món như này. Đấy, bộ 4 món như này. 1 này, 2 3 4 món. 4 món sẽ có là giá là 160.000. Đấy, còn mua lẻ thì con kéo hàng đều là hàng nội địa của Nhật hết nhá. Made in Japan hết. Con kéo cắt cành này sẽ là 70.000 này, 70.000. Đấy, còn con cưa gấp đây. Cưa gấp trắng đen. Cũng hàng của Nhật luôn. Đó, Japan các bác này. Đây. Con này thì sẽ là 50.000 nhá. Dài là 30 cm. Đó, 50.000. Đấy, tiếp theo là con cưa lách 40.000. Đấy, 40.000 cho con cưa lách như này. Đây, Japan các bác này. Đó, đều hàng của Nhật hết nhá. Cưa lách 40.000. Và con kéo tỉa 20 cm, dài 20 cm này, con này cũng là 50.000 luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái súng xịt cái này nó sẽ là súng xịt nước nhá. Đấy, súng xịt nước giá sẽ là 150k trong con súng xịt nước như này. 150.000 cho một con súng xịt nước như này nhá, 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi cọ rỉ nhá. Đấy, con này thì các bác để đánh kỳ cọ rỉ nó sẽ là bằng thợ xếp sợi thép vàng như này. 15k trong cái sợi cọ chổi cọ rỉ như này nhá. Kỳ cọ rỉ sét hoặc là các bác đánh rêu, đánh giếc mọi thứ đều ok hết nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây thít nhá.
25.000 cho một bịch này. Một bịch này sẽ là 250g. Nó sẽ có kích thước là 40, kích thước của nó sẽ là đi 20, 25 và 30 nhá. Chiều dài của nó này sẽ là 20, 25, 30. Đấy, đều là 250g đấy. Lên cho em là dây thít nhá, dây thít. Đó, cái này em bán rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy xay bằng tay nhá. Con này thì các bác 245.000 cho con máy xay bằng tay như này. Đấy, con này các bác dùng thì mình xay gọi là xay các loại đều ok hết nhá. Đấy, xay các loại đều ok hết đây. Các bác có thể đưa trực tiếp vào cốc hoặc là vào bình là mình bật điện lên là mình xay thôi. Rất là tiện luôn. Máy xay nhá. Lên cho em đó là máy xay cầm tay 245.000. Đây, nó có cái đầu nghiền vào đây, nó sẽ có bánh con đây. Rất là tiện các bác này. Đấy. Nó sử dụng bằng điện nhá. Đây các bác này, sử dụng điện như này. Đấy. Các bác chỉ cần cắm điện vào, nhấn nút cho em là xong. Và đây nó sẽ có cái cánh chém như này. Khi rửa vệ sinh nó rất là dễ. Các bác muốn xay các cái loại hoa quả trái cây chỉ cần đưa vào cốc cái là xay là xong. Giá thì sẽ là 245.000, sử dụng điện 220V nhá. Hàng này thì nó cũng xuất đi khá là nhiều nước và dùng nó tiện ích ạ. Các bác dùng máy xay sinh tố thì mình đi rửa giấy nó rất là phức tạp lằng ngoằng, mất công, nhưng con này thì dùng rất là tiện luôn. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái áo mưa các bác này. Đây. Đấy, đây nó sẽ là cái áo mưa như này. Bộ quần áo mưa nhá. Đấy, cả bộ như này luôn. Cả bộ như người ta mặc trên hình này này. Đấy, chỉ có một bộ thôi. Cái này chụp nó cả hai nhưng này chỉ có một bộ thôi nhá. Một quần một áo nhá. Một quần một áo như này, bộ quần áo mưa. Đó. Combo của nó là sẽ là một quần một áo như này nhá. Một quần một áo như này. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, thương hiệu Tú Phong nhá. Đó. Giá thì sẽ là 195.000 nhá, bộ quần áo mưa. Giá sẽ là 195k cho bộ quần áo mưa như này nhá. Bộ quần áo mưa 195.000. Đấy, tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũ nồi nhá. Đấy, mũ nồi bên em có hai màu, đó là màu đen và màu nâu như này. Đấy, màu đen và màu nâu cho cái mũ nồi rất là đẹp như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 cho cái mũ nồi như này nhá. 100k cho con mũ nồi như này. Đấy, đội vào thì rất là ôm form, ôm dáng đẹp. Đây em đội thử cho các bác xem luôn. Đó, trực quan. Đấy, các bác thấy chưa? Đó, đội vào rất là đẹp luôn. Ôm form, ôm dáng cực kỳ tuyệt vời luôn các bác nhá. Đó. Rất đẹp luôn, các bác thấy chưa? Đó, 100.000 nhá. 100.000 cho con mũ nồi da như này. Ở đây thì có hai màu, màu đen và màu nâu, 100k một chiếc. Chất liệu bằng da các bác nhá. Đó. Chất liệu bằng da rất là đẹp luôn. Đấy, ôm form, ôm dáng rất là đẹp, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là chuột không dây nhá. Đấy, chuột không dây. Con này thì nó sẽ sử dụng bằng pin và có kèm pin cho các bác rồi. Đây, có kèm pin cho các bác luôn. Một con chuột không dây như này. Pin con dạng pin con thỏ to và có kèm pin luôn. Đấy. Về nhà thì các bác chỉ cần lắp pin vào cho em là xong. Đây, tháo con này ra này. Đấy, lắp pin vào đây này. Đấy, lắp pin vào đây. Đó, có sẵn pin cho các bác rồi. Tháo ra lắp pin vào cho em là xong. Đó. Con này thì giá thanh lý cho các bác chỉ còn 90.000 thôi. Đấy, bên em có về được có 20 con thôi. Đấy. Chuột không dây rất là tiện luôn. Đây là cái thân chuột của nó này, đây cái chip của nó này. Đấy. Các bác mở cái nắp này ra là nó sẽ có hết luôn. Con này thì cái độ thiết kế của nó rất là ôm tay nhá. Các bác dùng không bị mỏi tay, rất là ôm tay luôn. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật nhá. Hàng của Nhật này. Đấy, rất là chất lượng cho các bác luôn. Đây, Logitech này, hàng của Nhật này. Đó. Tem mác đàng hoàng. Con này thì nó xuất đi rất là nhiều nước luôn nhá. Xuất đi rất là nhiều nước luôn. Giá thì các bác lên cho em là chuột không dây nhá. Thanh lý cho các bác giá chỉ có cho các bác là 90.000 cho con chuột không dây này thôi. Đấy, hàng nguyên cái khâu đóng gói của nó, hàng của hãng nó đã chất lượng rồi các bác này. Đấy, chuột không dây xuất đi khá là nhiều nước luôn nhá. 90k cho cái chuột không dây như này nhá. 90.000 cho cái chuột không dây như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái đây. Cái bộ rổ nhá. Đây. Đấy. Bộ rổ vuông như này nhá. Một cái bộ rổ vuông như này. Giá thanh lý cho các bác sẽ là 90.000 cho cái bộ rổ vuông như này. Hàng của nhựa của Việt Nhật này các bác này. Đấy. Nhựa Việt Nhật thì các bác biết rồi. Đây. Đấy, các bác theo. Rất là bền dẻo dai luôn. Combo cho nó sẽ là 3 rổ 3 chậu nhá. 3 rổ 3 chậu 90.000. Đấy. 3 rổ 3 chậu như này. Cứ từng cặp một. 3 rổ 3 chậu đây. Đấy. Lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho cái bộ rổ vuông như này, 90.000. Đấy, tiếp theo thì qua lên cho em là cái giấy lau bếp nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái giấy có tẩm sẵn các cái xà bông tẩy rửa rồi. Đấy, xà bông tẩy rửa tự nhiên nhá, dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Đây. Đấy. Ví dụ đây em viết cái vết mực ra này, viết cái vết mực ra này. Đấy. Tẩy phát sạch luôn các bác này. Đấy. Các bác thấy không? Đây, tẩy sạch luôn, các bác thấy không? Đó. Tẩy sạch luôn các bác nhá. Thì các bác cứ dùng thì mình tẩy rửa này. Rất là tiện ích cho em luôn. Đó, đây, nó sẽ tẩy ra như này, rất sạch luôn nhá. Giá sẽ là 2. Cái lau bếp này 25 à?
lau bếp là 25 à? 25k nhé. Lên cho là giấy lau bếp 25.000. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ thì sẽ là 90.000 cho con máy đọc thẻ như này. Đấy, đây nó sẽ là một thân máy này và một cái bộ thẻ như này. Bộ thẻ thì nó có vài trăm cái thẻ luôn. Đấy, vài trăm cái thẻ luôn. Đây, có cả tiếng Việt tiếng Anh bật nguồn lên cho em này. Đấy. Xin chào các bạn nhỏ, chúng mình bắt đầu nào. Này. Bố. Father. Đó, cả tiếng Việt cả tiếng Anh luôn nhá. Mẹ. Mother. Đấy, nó rất là nhiều chủ đề khác nhau luôn, rất nhiều chủ đề khác nhau luôn nhá. Đó, nhiều chủ đề, nhiều ngôn ngữ khác nhau để cho các bác, cho các em nhà mình học tập nhé. Có tới là 112 thẻ với 210 ngôn ngữ khác nhau. Đó. Lên nha, là máy đọc thẻ, giá thì giá thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. Đấy, máy đọc thẻ giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy đọc thẻ như này. Đây, tiếp theo là bộ bao hũ gia vị nhá. Một cái bộ bao hũ gia vị như này, giá sẽ là 60.000 nhá. 60k. Đó. Hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Ba cái hũ gia vị như này nhá. 60.000 cho một cái bộ bao hũ gia vị như này. Hàng này thì nó rất là tiện ích các bạn. Đây. Đấy, nó sẽ là một cái hàng mà đây, mở nắp ra này. Đấy, mở nắp ra này. Đấy. Có cả thìa luôn. Đây. 60.000 cho cái bộ bao hũ gia vị như này. To đẹp các bạn. Đấy. Muối mắm mì chính hạt tiêu các bác cho đây cho em. Đó. Bộ bao hũ gia vị giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy thái rau. Con này thì chuyên dùng để thái rau củ quả rất là tiện luôn. Đó. Đây, về nhà thì các bác lắp đặt vào cho em. Lắp đặt vào cho em là mình sử dụng thôi. Rất là tiện luôn. Máy thái rau củ quả nhá. Một cái bộ combo máy thái rau củ quả như này. Giá sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này nhá. 100k cho con máy thái rau như này. 100k. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ chống nắng nhá. Đấy, mũ chống nắng như này. Đây, mùa nắng các bác đội vào cho em. Đấy, chống nắng rất là tốt luôn. Giá sẽ là 100.000. Đấy, 100.000 cho con mũ chống nắng như này. Cái mũ chống nắng này bao nhiêu nhỉ? Đấy, 100.000 đợt này thanh lý cho bác giá còn 70.000 thôi. 70.000 cho con mũ chống nắng như này này các bác này. Đấy, cái này là các bác bịt mặt đằng trước này. Đấy, còn cái này nó sẽ chùm vào đằng sau này. Chống nắng cực kỳ tốt luôn. Giá 100 thanh lý còn 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái chắn gió bếp ga nhá, 25.000. Đấy, bếp ga nào cũng vừa hết, các bác chỉ cần đặt vào cho em là theo nó cái khớp như này là xong. Đặt vào thì nó sẽ vừa là chắn gió vừa là giữ nhiệt, cho cái nhiệt nó đẩy hết lên nồi thì khi các bác đun nấu nó sẽ rất là ngon lành và sạch sẽ nhá. Đấy, ngon lành sạch sẽ và khi mà các bác sử dụng ấy thì nó dạng như là nó giữ nhiệt tốt hơn, đun nấu nó nhanh hơn đó nhá, đun nấu nó nhanh hơn. Đấy, đây em sẽ cho các bác xem trực quan cái máy thái rau của bên em. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em nhé. Máy thái rau củ quả. Đây các bác này. Đấy. Các bác lắp vào này. Đấy. Đây là sử dụng thực tế luôn nhá. Đó, rất là ngon luôn. Các loại rau củ quả nhá, rất là tiện luôn. Đấy các bác theo. Rất là tiện luôn nhá. Các loại rau củ quả đưa vào được hết. Thái lát, thái sợi. Đấy, các loại lưỡi của nó đây, các bác lắp vào cho em là xong. Vệ sinh dễ dàng các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 100.000 cho con máy thái rau như này. Ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Hấm nhá. Một số các mã hàng của bên em mới về. Đây, bên shop rất nhiều mã hàng mới về trong ngày hôm nay để lên video trân trọng gửi tới các bác nhá. Mã đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái chổi tách nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000. Các bác lên cho em là chổi tách nước nhá. Đấy. Hoặc là lên cho em là chổi lau nhà K9 nhá. Con này nó có mã là K9. Đấy. Con này thì nó tách nước luôn. Đó, đây là cái phần xoáy của nó này. Thì nó có đầu sẵn thế này rồi, các bác về chỉ việc là kết nối vào cho em là xong thôi. Đây, kết nối vào đây. Đấy, các bác cứ kết nối đúng đầu cho em là ok thôi. Đấy, nó có đầu xoáy như này. Ở nhà các bác kết nối vào cho em. Đây. Cái này thì nó sẽ là lắp vào cái đầu này. Đây, khi về thì các bác rút cái này cho em, cái này nó còn một khớp nữa tầm 20cm các bác rút ra cho em này. Đấy, sau đó thì mình sẽ xoáy cái phần đầu cán là vào cái phần cao này. Đấy. Tiếp theo thì cái nửa dưới này nó sẽ có gen ở đây. Các bác xoáy cho em cái gen vào đây này. Đấy. Cái này là phần gen bát này. Đây. Các bác xoáy cái gen này vào đây cho em. Đây. Đây nó sẽ có cái gen này. Các bác xoáy cái gen này vào đây. Đó. Đây nha các bác, xoáy cho em cái đầu này vào đây này. Đấy, cái đầu này là cái đầu phần thấp nhất này thì xoáy vào đây chị ạ. Xoáy vào đây cho em này. Đấy, còn đây là cái phần
để các bác đưa lên đưa xuống mình vắt này. Đấy, nó sẽ vắt đảo chiều ly tâm như này. Và đây là các cái phần khúc nối thì các bác cho vào mình nối vào cho em. Đây. Đấy, cái này thì cắm ở đây. Cái này thì mình cắm cái nối vào cái này cho em này. Đó. Cái này là cái hệ thống của nó là tách nước tự động nha các bác, chỉ cần cho nước vào dưới này. Đấy. Vắt, khi vắt thì các bác đặt vào đúng tâm như này. Đấy là nó sẽ vắt cho các bác sạch luôn. Đó. Đây. Đấy, và nó giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy các bác nhá. Đó. Giặt đến đâu thì nước nó sẽ tách xuống dưới đến đấy. Các bác dùng nó rất là sạch sẽ. Đó, gọi là tách nước tự động. Thì lên cho em là chổi tách nước. Giá sẽ là 180.000 nhá. Đấy, cái phần bàn lau của nó rất cứng cáp luôn này. Đấy. Có xoay đảo chiều hết nhá. Đấy. Có xoay, có đảo chiều như này thì rất là tiện cho các bác sử dụng này. Đấy. Có xoay 360 độ có đảo chiều luôn. Đấy. Và khi mà cho vào xoay thì là nó sẽ xoay cái bàn này. Xoay cái bàn này. Đấy, và nó sẽ giặt ở đây luôn. Đấy, kết hợp giặt ở đây. Đấy, nó sẽ tạo sạch luôn và nước bẩn thì nó sẽ rơi xuống đây. Đó, nước bẩn nó sẽ rơi xuống đây. Thì nó rất là tiện, nó gọi là chổi tách nước nhá. Và các bác không cần phải đổ, các bác chỉ cần là mang ra ngoài. Sau đó thì xoáy cái van này ra, xả đi cho em là xong. Xoáy cái van này ra, xả đi. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Có quai sách như này nhá, có quai sách như này. Rất dày dẫn chắc chắn cho các bác nhá. Đấy, khi vắt thì mình lừa nó vào đây này. Đấy. Đây. Các bác cho nó ăn vào cái tâm của nó này. Cho nó ăn vào cái tâm của nó. Sau đó thì mình đẩy cái này xuống này. Đấy, nó vắt rất là ngon luôn các bác nhá. Đó. Rút lên rút xuống xoay rất là ngon luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Lên cho em là chổi tách nước 180.000 các bác nhá. Lắp vào thì nó khá là dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3. Đấy, tầm khoảng 1m3 các bác nhá. Tầm khoảng 1m3. 1m2 1m3 thoải mái cho các bác sử dụng. Màu sắc đẹp. Đấy, lau rất là ngon luôn nhá. Lau rất là ngon luôn. Lên cho em là chổi tách nước này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã chổi. Đó là cái chổi cái này là gì? Các bác lên xem là chổi lau nhà nhá. Con này thì bỏ anh đi biển ra đây. Chổi lau nhà, con này thì nó cũng lắp đặt như vậy thôi. Và con này thì nó sẽ có hai phần vắt riêng. Đấy. Hai phần vắt riêng. Đây. Đấy. Hai phần vắt như này. Hai cái vắt như này thì là các bác muốn dùng cái nào thì dùng. Một cái là bông mịn như này. Đấy, hai cái mẫu bông như này. Các bác chỉ cần là lắp vào cho em xong. Đây, lắp vào đây. Đấy, lắp vào cái phần này. Nó có cái lẫy để các bác sập nó vào là xong nhá. Sập nó vào là xong. Cái này thì các bác lên cho em là chổi lau nhà nhá. Sập nó vào này. Đó, nó có cái lẫy này các bác. Sập hết vào cho em. Sau đó thì mình xoáy vào thôi. Đấy, xoáy vào. Nó có các cái phần kết nối đây, các bác cứ xoáy vào cho em là xong. Đây. Đấy, cái phần này thì các bác xoáy vào đây. Phần này xoáy vào đây nhá. Đó. Sau đó thì các bác xoáy tiếp cái phần đầu trên này vào. Xoáy cái đầu trên này vào là mình sử dụng thôi. Đó. Là khi các bác vắt là cho vào đây là nó vắt này. Đấy. Cho vào đây là sẽ vắt luôn. Ở đây thì các bác rút dài cái này ra cho em này. Cái này thì nó rút ra nó khá dài luôn, tầm khoảng 1m2 đến 1m3 đấy. Cũng thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Đây. Đấy, và bắt đầu các bác cho vào mình vắt này. Đấy. Cho vào đây mình vắt này. Đấy, các bác thấy không? Cho đây mình vắt, rất tiện luôn nhá. Đó, con này thì nói chung là ứng dụng thì rất là tiện rồi. Đó, và cũng rất là dài luôn. Đây, chiều dài của nó thì nó cũng tầm khoảng... đây, 1m2, 1m3, hai con này thì cũng tương đối bằng nhau. Đây. Hai con chổi này tương đối bằng nhau này. Đó. Và đây là cái phần xoay của nó này. Phần xoay của nó này. Dưới có bánh xe này. Đấy, dưới có bánh xe. Con này thì các bác phải đổ nước đi thôi, nó chứ không nó không có van xả các bác nhá. Con này thì không có van xả. Các bác dùng xong thì các bác đổ đi. Đó. Thì giá con này sẽ là 200 mấy? 200 lên mã giúp cho em đó là thùng lau nhà, giá sẽ là 250.000 nhá. Thùng lau nhà 250k. Đấy. Con này thì sẽ là 250.000, bên em sẽ bao ship nhá. 250.000. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó, lên cho em là thùng lau nhà. Đấy. Các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ nhá. Hello chào các bác nhá. Hôm nay thì em có một số mã thanh lý gửi tới các bác nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho các bác đó là cái đồng hồ nó bị bong dây như này các bác này. Đấy.
Đây. Hàng thì vẫn chạy bình thường nhá. Hàng vẫn chạy bình thường, nó bị bong dây như này. Về nhà các bác ra ngoài thợ các bác lắp vào cho em là xong. Con này em đang bán là 150.000. Thanh lý cho các bác với giá đó là 50k nhá. Các bác lên cho em là đồng hồ bong dây 50.000 các bác này. Đấy. Ngoài ra thì đây một con nữa này. Con này thì chắc là nó hết pin thôi. Thì về nhà các bác thay pin vào cho em. Đó, thay pin vào cho em. Nó hết pin, về nhà các bác thay pin vào cho em nhá. Con này cũng bán 50.000 luôn, về nhà các bác tự thay pin nhá. Em lười em không thay pin. Đó, có hai mã đồng hồ này. Ngoài ra thì bên shop có một con đồng hồ cơ này. Con đồng hồ cơ này rất là ngon, em đang bán là 500 mà không biết là nó lỗi ở đâu. Đấy thì con này cũng thanh lý cho các bác với giá đó là 100.000 nhá. 100.000 cho con đồng hồ cơ như này. Đấy, đồng hồ cơ giá thanh lý 100.000, về nhà các bác cứ ra thợ họ sửa cho. Tiếp theo là cái cắt băng dính nhá. Cái này thì các bác đặt cái này ra này, lắp quận băng dính vào đây cho em, sau đó thì mình cắt. Đấy, cái này là nó sẽ là cắt cái băng dính thế hệ mới, cắt rất là ngon luôn. Đấy, con này thì em cũng thanh lý cho các bác cái giá đó là 30k nhá. 30k cho cái cắt băng dính như này, 30.000. Tiếp theo thì em có 4 con điện thoại này, 4 con điện thoại như này. Thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 một con nhá, 10.000 một con. Đây, hàng như hiện trạng như này, thanh lý 10.000 một con. Đấy, 10.000 một con. Các bác cứ mua về sửa. Sửa được thì sửa nhá, các bác ra thợ sửa. Đó, cái này thì nó chỉ có máy không như này thôi, máy không như này thôi nhá các bác nhá, 10.000 một con. Tiếp theo thì cái hũ gia vị này, hũ gia vị thanh lý cho bác với giá đó là 5k nhá. 5k cho cái hũ gia vị như này, các bác chỉ về thì mở nắp ra cho gia vị vào đây, cho gia vị vào đây. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh nhá. Hũ gia vị 5k. Đấy, đây xoay đi này, hũ gia vị 5.000, các bác về các bác tra tiêu điều vào đây. Đấy, cái đuôi có công tắc như này cũng 5k luôn, 5k cho cái đuôi có công tắc như này nhá, 5.000. Tiếp theo là cái máy lắp vào cái máy massage chân ấy. Massage chân, massage cánh bướm cũng bán cho các bác với giá đó là 5k cho một cái như này nhá, 5k cho một cái máy như này. Đấy, 5.000 một cái. Về nhà các bác sạc pin rồi mình sửa chữa. Tiếp theo là cái bộ lưỡi kem nhá, thì cái này nguyên lưỡi không thôi, thanh lý cho các bác với giá đó là 10.000 nhá. 10.000 chỗ này thì nó phải được mấy chục lưỡi luôn. Đấy, 10k thanh lý 10k các bác nhá. Đấy, tiếp theo thì một cái quạt phun sương nhá. Quạt phun sương cái này thì nó lỗi ở đâu thì em không biết đâu. Đây, cái này ví dụ cái này nó bong dây thì về nhà các bác đấu dây vào này. Đấy, hai cái nó đều bị bong cánh quạt rồi. Thanh lý cho các bác với giá đó là 30k nhá. Về nhà các bác tự chế cháo, 30.000 cái quạt phun sương như này. Đó. Phương ơi. Tiếp theo thì em có hai cái cục pin của áo điều hòa hàng của Nhật nhá. Hàng này thì nó bị lỗi mà không biết lỗi ở đâu thì về nhà các bác có thể mua về để mình chế cháo hoặc đóng pin đóng biếc tùy. Bán cho các bác 20k cho một quả như này, 20.000 cho một quả như này nhá. Bác nào có áo điều hòa thì mình mua về mình chế cháo nhá. Đó. Tiếp theo thì em có một con sạc dự phòng, con này còn ngon nguyên nhá. Đấy, còn ngon nguyên. Hàng nội địa của Nhật, 10.000 mAh. Đấy, hàng con này hàng của Việt Nam nhá, hàng của Việt Nam, made in Việt Nam đây. Con này em bán cho bác với giá đó là 50k nhá, 50k. Con này thì hàng vẫn dùng ngon nhá, có thể sạc được từ 2 đến 3 cái điện thoại liên tục nếu đầy pin nhá. Đó, hàng vẫn dùng ngon. Thanh lý cho bác với giá đó là 50.000, sạc dự phòng 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái kéo khui bia nhá. Kéo khui bia thì em về lô này nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đỏ và màu trắng như này. Thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên thôi. Đấy, lên cho em là kéo khui bia. Giá thì sẽ là 70.000 cho một con kéo khui bia như này. Đó, hàng siêu dày luôn. Hàng rất dày các bạn, thép SK5 của Nhật này. Đấy, có chức năng là khui bia này, cắt gà, cắt cá này, kẹp cua kẹo mở nếp chai đầy đủ cho các bác luôn. Dày dẫn chắc chắn, dùng cực kỳ là thích luôn. Đấy, rất là dày các bạn này. Kéo rất dày luôn. Giá thì sẽ là 70k nhá, kéo khui bia 70.000. Kéo bếp vàng thì bán lẻ sẽ là 30.000 một chiếc nhá. Kéo bếp vàng như này, hàng của Nhật này. Đấy, hàng của Nhật. Đấy, cũng rất là ngon luôn. 30.000 một chiếc, Japan nhá. Đó. Bán lẻ sẽ là 30.000. Mua số lượng thì sẽ là 100.000 bốn chiếc. Đấy, bán lẻ sẽ là 30k một cái nhá. Đấy, 30k một cái và 100.000 bốn cái. 30k kéo bếp vàng 30k trên một chiếc nhá. Đấy, 100k này. Đấy, trên bốn cái luôn, 100k trên bốn cái. Giá thanh lý cho bác luôn. Tiếp theo thì cái dây tắm này. Đấy, dây này các bác dùng để tắm kỳ cọ này. Giá sẽ là 15k. 15k nhá. 15k trong cái dây tắm như này. Đấy. Cái này thì rất là tiện thôi. Các bác cho xà bông tắm các thứ vào đây, sau đó thì mình kỳ cọ này. Đấy, rất sạch sẽ luôn nhá. Chân tay rồi nói chung là đa di năng luôn. 15k. Đấy, chân tay đây các bác, ví dụ chân thì các bác kỳ như này này. Đấy. Rồi nói chung là chân này. Đấy, nói chung là đa di năng, lưng, cổ, vai gái đều được hết. 15.000 những cái dây tắm như này. Tiếp theo thì Phương ơi.
Em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đuôi nhá. Đấy. Lấy cho anh một cái đuôi ấy ra đây. Cái đuôi 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 đèn cảm ứng nhá, đuôi đèn cảm ứng. Con đuôi này thì nó sẽ có một chân xoáy thôi. Đấy, có một chân xoáy cho nên em gọi nó là đuôi một chân xoáy như này. Đấy, và có người đi qua thì nó sẽ cảm biến sáng tối cho các bác luôn, và có chế độ điều chỉnh ở đây. Đó. Vòng lên dây thôi. Con này thì giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, lên cho em là đuôi đèn cảm ứng. Đuôi đèn cảm ứng một chân. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Còn con này thì nó sẽ là dòng hai chân luôn. Hai chân như này. Đấy, hai chân thì gọi là hai chân thôi nhưng mà nó là các bác lên cho em là con này là đuôi cảm ứng xoáy trực tiếp. Đấy, con này nó sẽ xoáy trực tiếp luôn về nhà, các bác không cần phải đấu dây. Đấy. Như con này thì các bác vẫn phải đấu dây, nó hơi phức tạp. Về nhà các bác phải đấu dây vào. Đấy, còn ví dụ như con này là các bác về nhà thì cắm sang bên này. Về nhà thì khi mà các bác đã có cái đuôi sẵn như này rồi nhá, các bác chỉ cần xoáy cái đuôi này vào cho em này. Xoáy cái đuôi này vào. Đó. Sau đó xoáy bóng vào đằng trước này thì các bác bỏ cái quả bóng cũ ra, bỏ quả bóng cũ ra và xoáy và cái này và cái đuôi cũ của các bác, sau đó xoáy bóng vào cái đuôi mới của em là xong. Đó. Thì các bác lên cho em là đuôi xoáy trực tiếp nhá, đuôi xoáy trực tiếp, giá sẽ là 60k. Đấy, đuôi hai chân xoáy trực tiếp này. Đấy, đuôi hai chân nhá. Cái này nó sẽ là hai chân xoáy trực tiếp. Xoáy trực tiếp giá sẽ là 60k nhá, 60.000, đều là cảm ứng chuyển động hết nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con máy xay khô nhá, máy xay khô. Con này thì công suất của nó sẽ là một đây. Một con máy như này là 250W, điện 220V. Đấy. Các bác dùng thì rất là thích luôn, chỉ việc là cắm điện vào cho em này, cắm điện vào này. Đó, sau đó thì nhấp này là nó chạy này. Máy chạy cực kỳ là khỏe luôn. Các bác nghe tiếng máy kêu chưa? Máy chạy rất là khỏe luôn. Đó. Các bác dùng để xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều, cà phê, ngũ cốc đều được hết nhá. Giá sẽ là 120.000 nhá, 120.000. Máy xay khô 120k này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái máy đuổi chuột nhá. Đấy, con này thì sẽ là máy đuổi chuột. Giá sẽ là 35.000, 35k cho con máy đuổi chuột như này. Con này dùng rất là nhạy luôn, chuột, côn trùng, kiến gián đuổi được hết các bác nhá. Chuột, côn trùng, kiến gián. Về nhà chỉ việc cắm vào nguồn điện là xong. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái này là nó sẽ là miếng dán thải độc chân. Một hộp này của nó là 50 miếng, giá chỉ có 40k thôi, bằng một bát phở thôi nhưng mà dùng cực kỳ tiện ích luôn. Đấy, người lớn, trẻ nhỏ, người già dùng nó hết nhá. Ban đêm trước khi đi ngủ thì các bác bóc ra, sau đó thì mình dán vào cái gan bàn chân cho em. Đấy, rất là tốt luôn nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái đèn 8 cánh này. Bóng đèn 8 cánh như này. Con này thì siêu sáng luôn. Đó, bóng đèn 8 cánh siêu sáng nhá. Con này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 190.000. Đấy, 190.000 cho con đèn 8 cánh như này. Siêu sáng luôn các bạn. Đây. Đấy. Sáng lắm các bạn. Đấy, đèn 8 cánh siêu sáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Sáng rực rỡ luôn. Đó. Công suất của nó là 200W nhá. 200W điện 220V. Đèn 8 cánh. Lên trên là đèn 8 cánh, có thể gấp gọn vào như này. Đó, bóng đèn 8 cánh. Con này giá của nó sẽ là 190k nhá, 190.000. 190k cho con bóng đèn 8 cánh như này. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái đèn 5 cánh nhá. Đấy. Đây. Con này nó sẽ là con 5 cánh này. Con 5 cánh này cũng rất là sáng luôn. Đó, đây. 5 cánh như này, rất sáng luôn. Đây con này. Con này rất sáng luôn, đây em đang thắp cho các bác xem này. Đó, rất sáng luôn nhá. Đấy, sáng trưng luôn. Đó, rất tiện ích. Giá thì rất hợp lý cho các bác luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đang gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái bếp từ hàng của thương hiệu Philips sản xuất ở Thái Lan nhá. Philips Made in Thái Lan các bác này. Đó. Chiều dài của nó thì sẽ là 39cm và chiều rộng của nó thì vào khoảng là 29cm. Một con bếp từ hàng thương hiệu Philips cực kỳ chất lượng nha bác này. Made in Thái Lan, kính cường lực dày 5 ly nhá, hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, một con bếp từ như này các bác này. Có tặng kèm một cái nồi nhá, tặng kèm một cái nồi này khi các bác nhận được hàng thì có thể nó bị bóp méo thì cái này hàng tặng thôi. Đó, lên mã giúp cho em đó là bếp từ Philips nhá. 350. Lên cho em là bếp từ Philips nhá, ghi giá lên luôn đi. Bếp từ Philips này. Vui vẻ. Philips giá của nó sẽ là bao nhiêu? 350.000 à? 350k nha. 350.000 cái bếp từ Philips như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái nó bị hỏng luôn. Thì cái đồng hồ nhá, một cái đồng hồ treo tường như này. Con này thì đường kính của nó vào khoảng 20cm thôi,
Đó, con này thì giá sẽ là 75.000, về nhà các bác lắp pin vào đây cho em là chạy là ok thôi. Đó, con này thì dùng rất là tiện ích luôn nhá, 75.000 cho một con đồng hồ như này, đường kính khoảng 20 cm, về nhà các bác treo tường, treo phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, nói chung là nhà tắm, nhà vệ sinh, toilet các bác cần xem giờ treo hết vào cho em, rất tiện ích luôn, đầy đủ phòng bếp, phòng ăn, nhỏ gọn, tinh tế các bác nhá, rất đẹp luôn. 75k nha, lên cho em là đồng hồ treo tường 75k này. Đấy, 75k. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ổ đúc ổ điện 3 tầng. Đấy, cái này bao nhiêu? Hả? 150k nhá, 150k cho con ổ điện 3 tầng như này. Đây này. 150.000 cho cái ổ điện 3 tầng như này. Con này thì nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 này, 5 6, tức là có 4 mặt, 4 mặt mỗi mặt là 3 ổ, tổng là 12 ổ. Có đóng ngắt nhá, có công tắc đóng ngắt, có USB nhá, có chân USB như này. Đấy, giá là 150.000, con này thì các bác cắm đa di năng luôn, dây dài khoảng từ trên 1 mét nhá, trên 1 mét. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kẹp đơn nhá, kẹp đơn. Có phải không? Vì kẹp quần áo. Vì kẹp quần áo nhá. Vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc, vì kẹp quần áo này. Đấy, vì kẹp quần áo một vỉ này là 20 chiếc. Giá sẽ là 30k nhá. 30.000 cho một vỉ 20 chiếc như này. Đó, cái này thì các bác dùng để mình kẹp quần, kẹp áo rất là tiện luôn. Đây. Đấy, kẹp như này các bác này. Đấy. 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái này là cái gì đây? Khăn rửa bát nhá. 10.000 ba cái nhá, 10.000 ba cái và 25.000 một chục à. 25.000 cho một chục cái như này, 25.000 cho một chục cái như này nhá. 10.000 ba cái, 25.000 một chục cái nhá. Các bác nhá, rất là tiện ích luôn. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn ba cánh nhá. Đấy, cái bóng đèn ba cánh như này. Con này thì công suất của nó sẽ là 45W, bóng đèn ba cánh 45W như này. Và giá thì sẽ là 50.000 nhá. 50.000 cho con bóng đèn ba cánh 45W như này các bác này. Đấy, rất sáng luôn. Ba cánh 45W. Tiếp theo thì em về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ sen sen quạt tăng áp này. Đấy, giá sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Bao gồm cho các bác là cả sen cả dây, không có giá đỡ nhá. Đấy, có cánh quạt giúp tăng áp lực nước rất là tốt luôn, sen quạt tăng áp nhá. Giá của nó sẽ là 90.000, bao gồm là cả lọc, lõi lọc này. Đấy, lõi lọc, một cánh quạt giúp tăng áp lực nước này, đóng ngắt trên tay này. Đấy, có điều chỉnh ngoắt nghéo này. Đấy, có dây dài khoảng từ 1m2 đến 1m5. Giá cho các bác chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một cái bộ như này. Đấy, 90k cho một cái bộ như này các bác nhá, 90k. Đó. Giá rất hợp lý cho các bác luôn, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ vít đen trợ lực này, giá sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này, bao gồm cho các bác là 1 2 3 4 5 6 cây vít. Đấy, có hai đầu và có trợ lực rất là tốt luôn. Đấy, xoáy nhanh đảo chiều trợ lực luôn nhá. Xoáy nhanh đảo chiều trợ lực rất là ngon luôn. Đấy, 6 cây vít với 12 đầu vít khác nhau. Đấy, combo cho các bác một cái bộ như này, giá sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái bộ vít đen trợ lực như này nhá. Lên cho là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k nhá. 60k. Đó, 60.000 cho cái vít đen trợ lực như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bộ khoan mini nhá. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là tất cả các cái đầu vít, đầu mũi rồi máy khoan như này, có đảo chiều nhá. Đấy, có đảo chiều này, có cho các bác là cả xoay đảo hướng luôn nhá. Đấy, từ cái hình khẩu súng thì các bác lại xoáy ra thẳng được như này. Đấy, dùng rất là tiện luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000 nhá. 180.000. Đấy, có cả đầu mũi khoan mũi thiết như này nhá, đầu mũi khoan, đầu vít này. Rồi 30 đầu mũi vít như này các bác này. Các đầu như này đầy đủ combo cho các bác luôn. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Một cái bộ khoan mini như này nhá. Lên cho em là khoan mini 180.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đèn các bác lên cho em là đèn dầu nhá. Giá sẽ là 130.000. Về nhà thì các bác cho dầu vào đây là đốt thôi. Đấy, nâng cái này lên này. Nâng cái này lên. Đấy, các bác vặn lẫy vặn liếc này, cho dầu cho liếc này. Nói chung là các bác có thể tùy chỉnh để mình sử dụng rất là tiện ích luôn nhá. Đây. Đấy, các bác theo. Đây. Đấy, các bác nhấn cái này lên, châm vào đây này. Đấy. Rồi bấc có thể xoáy điều chỉnh tăng giảm bấc này, tăng giảm bấc ở đây này các bác này. Đấy. Rồi các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây cho em. Vừa để trang trí đề co, vừa để thắp ban thờ, thứ rất là đẹp luôn, 130.000. Đèn dầu 130.000. Các bác lên cho em là tất vỉ này, tất vỉ này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi, giá sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Đấy, màu đen rất là đẹp luôn. Hàng của thương hiệu Nai, giày dẫn chắc chắn ngon lành cho các bác luôn. Tất vỉ như này. Đó. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Đấy. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một vỉ 10 đôi này, rất đẹp luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, rất là ngon lành cho bác luôn. Tất vỉ 10 đôi. Đó, hàng của thương hiệu Nai của Nhật. Con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, 90.000 một vỉ 10 đôi, mua một vỉ này dùng quanh năm luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ví thanh lý nhá. Ví thanh lý bên shop bán cho bác với giá đó là 40.000 cho một chiếc ví da bò thanh lý như này.
chất liệu 100% da bò tự nhiên, giá thanh lý cho các bác chỉ có 40.000 thôi, 40.000 cho một con ví da bò thanh lý thế này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn, 40.000 một chiếc nhá. Có màu đen và màu nâu, có màu đen và màu nâu như này. Nếu mà các bác lấy hai chiếc tính giá cho các bác 70.000, 70.000 cho hai cái ví, giá cực rẻ luôn, 40.000 một chiếc ví da bò tự nhiên nhá. Chất liệu ở đây của em là nó là hàng da bò 100% nhá, hàng da bò 100% bảo hành cho các bác luôn. Đây chất liệu da bò các bác này, về nhà các bác có thể đốt thoải mái luôn, cho các bác lấy bật lửa đốt thoải mái luôn nhá. Đấy, bật lửa đốt thoải mái luôn. Ví da bò 40k một chiếc nhá, 40k một chiếc đó, và 70k trên hai cái nhá, trên hai cái luôn, 70.000 hai chiếc, giá cực kỳ thanh lý ưu đãi cho bác luôn. Tiếp theo là cái bát úp mì nhá, bát úp mì 50.000 cho một con bát úp mì như này đó, 50k là cái bát úp mì như này nhá. Cái này rất là tiện này, các bác ăn mì này, ăn cơm này, rồi là nói chung là phở này, nắp rất là chặt luôn, nắp rất là khít luôn đó, nắp rất khít như này thì dùng cũng rất là tiện ích luôn. Bát úp mì nhá, giá này bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k trong con bát úp mì này, rất tiện ích luôn. Đấy, rất nhỏ gọn và tiện ích các bác này đó, 50.000 cho con bát úp mì như này, rất chất lượng cho các bác luôn. Rồi ok, hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy, các bác đừng tiếc em, cho em xin một nút like nhá, nút like đăng ký kênh để lấy tương tác không nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái nồi lẩu Osaka nhá, lên cho em là nồi lẩu Osaka. Con này thì nó sẽ là một cái nồi lẩu rất là to luôn, các bác có thể dùng để chiên rán xào nấu được hết nhá. Đấy, chiên rán xào nấu được hết các bác này. Đấy, dung tích của nó là 3,5 lít, điện 220V, công suất 1.300W. Sản phẩm khi các bác nhận được hàng sẽ bao gồm cho các bác là một nồi như này, một nồi liền như này luôn nhá. Vung của nó thì là vung kính cường lực nhá, vung kính cường lực này. Về nhà các bác lắp cái nắp này vào cho em này, lắp cái nắp này vào này. Đấy, và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái nồi lẩu như này. Đấy, một cái nồi lẩu như này các bác này. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khay, một khay hấp như này nhá. Khay hấp này ví dụ các bác cho nước này, cho nước, cho bia, cho đồ hấp xuống dưới này, cho nước dưới trong đó thì các bác cho cá, cho tôm, cho các loại thực phẩm lên đây. Đấy, nồi rất là dày luôn. Và hàng này của nó sẽ là hàng tráng đá chống dính nhá. Tráng đá chống dính cực kỳ là tốt luôn, các bác dùng cực kỳ là an toàn. Đấy, hàng thì nó sẽ là của thương hiệu Osaka nhá, của thương hiệu Osaka. Đấy, quay kia cực ngon, cực kỳ là ngon luôn. Đây là cái nút điều chỉnh của nó này. Đấy, phím nguồn đây, con nguồn với con điều chỉnh đây. Lên mã giúp cho em đó là nồi lẩu Osaka nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đấy, nồi lẩu Osaka, giá cực tốt luôn. Đây, hàng thương hiệu Osaka này, giá của nó sẽ là 390 à. Lên em là lẩu Osaka nhá, lẩu Osaka này, Osaka, giá sẽ là 390.000 thôi, bao ship đến tận nhà cho bác một cái nồi lẩu như này. Cái này thì bên em bán cả 1.000 con rồi, các bác yên tâm sử dụng nhá. Mã sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác hai cái mẫu dầu gội đầu Clear. Đấy, Clear Men có màu xanh và màu trắng này, Clear Men màu xanh và màu trắng. Giá thì sẽ là 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear như này. Đó, 90.000 cho một lọ dầu gội đầu Clear nhá. 90k. Đó, hàng thì hàng của thương hiệu Clear. Đấy, Clear Men và sản xuất ở Thái Lan nhá. Sản xuất Thái Lan, dung tích của nó là 450ml các bác nhá. Đấy, hàng made in Thái Lan các bác nhá. Đây, sản xuất ở Thái Lan này các bác này. Đó. Giá thì cực kỳ tốt cho bác luôn, mà hàng Thái Lan thì nó vượt trội hơn nhiều so với hàng của Việt Nam mình các bác nhá. Đây, made in Thái Lan các bác này. Đó, made in Thái Lan, Bangkok Thái Lan đây. Đó, giá sẽ là 90.000, có màu xanh, có màu xanh và màu xanh đậm và màu trắng như này nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái bình thể thao nhá. Con này thì đang giá thanh lý cho các bác, giá cực tốt luôn. Đấy, một con bình thể thao như này. Đó, bình dung tích là 1 lít nhá. Dung tích của nó là 1 lít, hàng inox 304, dung tích 1 lít. Có lưới lọc này. Đấy, su 304 đây. Đấy, su này còn su 316 luôn nhá. Su 316 còn chất hơn cả su 304. Đấy, có lưới lọc như này và có quai đeo bằng da rất là đẹp như này các bác nhá. Đó, có quai đeo này, các bác mang nước đi học, đi chơi, đi làm, đi du lịch đều ok hết nhá. Dung tích là 1 lít luôn và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 60k thôi. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, lên cho em là bình thể thao nhá, bình thể thao. Bình thể thao, giá của nó sẽ là 60k thôi nhá. Giá thanh lý 60.000, giá cực tốt luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái lên mã giúp cho em đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Đây, vòi xịt vệ sinh như này. Đấy. Hàng thì sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi xịt này, một đầu vòi xịt 1 dây. Đấy, một đầu vòi xịt 1 dây và một giá đỡ. Đây, combo cho các bác luôn. Một đầu vòi xịt như này, một đầu vòi xịt này, một dây, một giá đỡ. Đấy, dây của nó thì dây chống rối nhá, có ốc vít, ốc viếc đàng hoàng.
combo cho các bác một bộ như này. Lên cho em là bộ dây vòi xịt vệ sinh, giá thì thanh lý cho các bác chỉ có 90.000 thôi. 90.000 cho một cái bộ dây vòi xịt vệ sinh inox như này nhá. Đấy, dây dài thì từ 1m2 đến 1m5, có lô về 1m2, có lô về 1m5, đầu xịt inox. Đấy, đầu xịt bằng inox hết nhá. Hàng inox 304 của thương hiệu Osaka. Đây con này. Đấy, Japan nhá. Hàng nội địa của Nhật này, Osaka Japan con này. Đó. Giá thì giá thanh lý cho các bác, giá cực chất rồi. Chỉ có cho các bác là 90k thôi. Dây vòi xịt vệ sinh, giá của nó sẽ là 90k nhá. Đấy, 90k cho cái bộ dây vòi xịt vệ sinh như này, 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi lavabo nhá, vòi lavabo như này. Đó, các bác lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420.000 cho cái vòi lavabo như này. Đấy, cái này thì các bác lắp vào chậu rửa mặt nhá, lắp vào chậu rửa mặt cho em. Đó, nó cũng chia ra làm hai đường nước như này các bác này. Đấy, đây, hai đường nước như này. Lên cho em là vòi lavabo, giá của nó sẽ là 420k nhá. 420k, đó, 420.000. Cho một con vòi lavabo này về lắp vào chậu rửa mặt, các thứ rất là ok luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái mũi khoan nhá. Hộp mũi khoan đỏ như này, một hộp bao gồm là 5 mũi. Đấy, 1, 2, 3, 4, 5 mũi nhá. À 6 mũi, thì nó sẽ có là 3 mũi tazogen và 3 mũi khoan tháp. Giá thì chỉ có cho các bác là 110.000 thôi. 110k cho hộp mũi khoan đỏ này nhá, 110.000. Thép của nó là thép gió phủ titan, thép gió phủ titan. Hàng cực kỳ dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn, dày dẫn chắc chắn, thép gió phủ titan siêu bén cho các bác luôn nhá. Giá sẽ là 110.000. Đấy, 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là bộ 5 mũi khoan đa năng. Đấy, hộp 5 mũi khoan đa năng như này. Giá thì sẽ là 110.000 cho 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng như này nhá. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan của Nhật này. Kabushi Japan của Nhật. Đấy, nó sẽ có 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 và 1 mũi 12, tổng của nó là 5 mũi nhá. 5 mũi giá sẽ là 110k. 110k cho hộp 5 mũi khoan đa năng nhá. Đấy, 5 mũi khoan đa năng, 110.000. Tiếp theo thì em về cho các bác cái bộ khẩu 12 nhá, bộ khẩu 12. Bộ này thì sẽ là bao gồm cho các bác là 12 chi tiết, bao gồm 10 đầu khẩu, một tay công và một tay nối dài. Đấy, 10 đầu khẩu. Hàng thì chất lượng thì miễn bàn rồi, chất lượng của nó thì khỏi phải bàn rồi. Giá cực kỳ ưu đãi, chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160k cho các bộ khẩu như này. Bình thường nếu các bác ra ngoài cửa hàng mua cho em một tay công này đã phải mất đi khoảng từ 100-120.000 rồi. Đây mà cả bộ như này, bao gồm cả đầu khẩu, cả đầu công, cả đầu nối dài như này nhá. Đấy, cả tay công, cả tay nối dài như này các bác này. Đấy, đây tay nối dài này. Đấy, 10 đầu khẩu từ 8-24 nhá, khẩu phổ thông từ 8-24 luôn. Đó, rất là ngon nhá. Có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá, có xoáy nhanh đảo chiều luôn. Các bác mua về để mình sử dụng lặt vặt trong gia đình hoặc mua làm thợ làm nghề sửa chữa đều ok hết. Giá thanh lý cho các bác 160.000 thôi. 160.000 cho cái bộ khẩu 12 chi tiết như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ rỉ nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ rỉ vàng như này. Đấy, nó sẽ là một cái chổi cọ rỉ như này. Thì các bác dùng để mình thì cọ rỉ các bác này. Đấy, các bác cọ này cho em này. Đấy, cọ này cho em. Mình đánh rỉ, đánh giếc hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó. Lên cho em là chổi cọ rỉ vàng. Giá sẽ là 15k nhá. 15k cho cái chổi cọ rỉ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái cưa lách nhá. Đấy, một con cưa lách rất là ngon như này. Hàng của thương hiệu Kabushi Japan, một con cưa lách. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng như này các bác nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là cưa lách bao nhiêu nhỉ? 40k nhá. 40k cho một con cưa lách như này thôi. Giá sẽ là 40.000 các bác nhá. Cưa lách dùng cực kỳ là ngon luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bịch giấy giấy ướt các bác nhá. Đấy, đây nó sẽ là một bịch giấy ướt. Cái giấy này để các bác dùng để mình lau. Cái này lau cái gì đấy? Hả? À, cái này là giấy lau bếp nhá. Giấy lau bếp này. Đấy. Giấy lau bếp như này. Nè. Lau đi xuống lấy cái băng dính trắng dám nào. Con mình cắt đứt cả ra như này rồi. Đây cả hai bịch này. Lau khô đi lấy băng dính trắng dám nào. Lên cho em là giấy. Giấy lau cái gì đấy? Giấy lau dầu mỡ nhá, giá sẽ là 25.000 các bạn. 25k cho bịch là giấy lau dầu mỡ như này, 25.000. Đấy, thì đây em sẽ test sản phẩm cho các bác xem luôn. Đây em vừa ghi nhá, vừa ghi bằng mực 25.000 nhá. Đây. Các bác lau này. Đấy, về nhà các bác lau là nó sẽ rất là sạch luôn. Đây các bạn này. Đấy. Lau sạch luôn các bạn này, nó tẩy rất là sạch luôn. Đấy, nó chất tẩy tự nhiên rất là sạch luôn các bạn này. Đấy, tẩy rất là sạch luôn. Rất là sạch các bạn này. Đó. Thì giá sẽ là 25k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái các bác lên mã giúp em đó là cá sấu hộp nhá. Và lấy những cái cá sấu dài đây nè. Cá sấu hộp này thì đây nó sẽ là một cái bộ thắt lưng cá sấu như này. Đấy, đựng trong hộp rất là đẹp luôn, giá sẽ là 150.000. Đấy, một bộ này của nó sẽ bao gồm cho các bác là hai cái đầu nhá, hai cái đầu như này. Đó.
thì các bác có thể dùng để mình thay đổi khi cái đầu này nó hỏng hoặc là nó cũ thì các bác thay cho em. Đấy, bộ hai đầu như này, hai đầu như này và giá thì sẽ là 150.000, bao gồm cho các bác là một dây thắt lưng và hai đầu này luôn. Đấy, rất là ngon nhá. Đây, vân da cá sấu rất là đẹp luôn này. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp nha. Đấy, cái ví luôn. Đấy, vân da cá sấu rất là đẹp nha, rất là mềm. Ví cá sấu này. Đấy, đây. Các bác này, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó. Đấy, giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 150.000 nhá, 150.000 cho cái cá sấu hộp như này. Ngoài ra thì bên em có cái cá sấu rời nhá. Cá sấu rời thì giá của nó sẽ là 80.000 nhá, 80.000 cho cái cá sấu rời như này. Xem giá mấy cái này luôn. 80.000 cho cái cá sấu rời như này các bác này. Đấy, 80.000 cho cái cá sấu rời như này, ghi vào cho anh. 80.000 cho một con cá sấu rời như này nhá. Cá sấu rời này 80.000 này, còn cá sấu hộp này 150.000 này. Ngoài ra thì bên shop có về cho các bác cái cá sấu cao cấp nhá. Các bác lên cho em là cá sấu cao cấp này. Thì đây nó sẽ là ví này. Đấy, cá sấu cao cấp. Ví này thì giá của nó sẽ là 290.000 cho một cái ví như này. 290.000 cho một cái ví như này nhá. Đấy. Và thắt lưng thì cũng đây cũng là thắt lưng cá sấu cao cấp này. Thì nó sẽ có hai màu, màu đen và màu nâu nhá. Màu đen màu nâu như này. Đó. Màu đen màu nâu như này. Đây, có hai màu, màu đen và màu nâu. Và cái giá thì cũng rất là cao cấp cho các bác luôn. Đấy. Hàng cao cấp thì giá cao cấp nhá. Đấy. Cái này thì em sẽ bao là cá sấu thật 100% luôn nhá. Cá sấu thật 100% luôn. Đó. Giá của nó sẽ là 390.000. 390.000 cho cái cá sấu như này nhá. Cái này bao nhiêu? Tên nó là gì đấy? 390.000 một chiếc nhá. Đấy, 390.000 một chiếc. Đấy, bao cho các bác cái này thì nó sẽ là cá sấu thật 100% luôn. Đó, mặt biếc rất là đẹp nhá. Đấy các bác thấy không? Đây. Đấy, mặt biếc rất đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 390.000. Lên mã giúp cho em đó là cá sấu cao cấp nhá. Cá sấu cao cấp 390.000. Đó. Các bác nếu mua combo một ví một thắt lưng như này thì giá của nó sẽ là 650.000 nhá. Mua lẻ thì nó sẽ đắt hơn một chút. Còn nếu mua combo một ví một thắt lưng, giá sẽ là 650.000, đây là cá sấu cao cấp nhá. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là cá sấu hộp này. Cá sấu hộp thì 150.000, còn cá sấu rời này. Con này thì các bác lên cho em là cá sấu rời thì giá chỉ có 80.000 thôi. Giá chỉ có 80.000 thôi các bác nhá, cá sấu rời. Đó thì nó có mấy loại cá sấu như vậy. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái dầu gội phủ bạc của Nhật nhá, dầu gội phủ bạc của Nhật. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, made in Japan này, các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Hàng của Nhật này thì các bác nên mua mà sử dụng nhá. Các bác đừng cái gì muốn lo. Các bác đừng mua những cái hàng trôi nổi ở ngoài thị trường nhá. Đấy, cứ mua hàng Nhật của em mà xịn mà dùng. Đó. Combo cho các bác thì một bộ sẽ bao gồm cho các bác là một lọ dầu như này. Nếu mà nữ thì gội từ 5 đến 7 lần, còn nam thì gội từ 10 trên dưới 10 lần nhá. Đó, trên dưới 10 lần một lọ như này. Đấy thì tính ra là vào là 3280 thì 10 lần thì mỗi lần mất có 28.000 thôi. Đó, có cả đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Phụ kiện đầy đủ cho các bác luôn. Giá thì rất hợp lý rồi, 280.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác rồi. Dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Các bác cứ mua hàng xịn mà dùng. Đây. Hàng made in Japan này các bác này, tem mác chữ Nhật này, made in Japan này. Đó, dầu gội phủ bạc của Nhật nhá. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái xịt giảm đau nhá, xịt giảm đau 150.000 một lọ này. Cái này thì xịt giảm đau cực kỳ là tốt luôn, nó cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan các bác nhá. Made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Cực kỳ là cao cấp luôn các bác nhá. Đó. Cái này thì giúp cho các bác là giảm đau rất là tốt luôn, giảm đau rất là tốt luôn và nó rất là mát. Đấy. Lên cho em giúp cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000. Đấy. 150.000 cho một lọ xịt giảm đau như này. Cái này thì cực kỳ là cao cấp luôn, dùng rất là đã luôn các bác. Đây em bóc thử cho các bác xem này. Đấy. Nó sẽ là một lọ như này các bác này. Băng dính đây dán cái này vào luôn. Đây, đấy nó sẽ là một lọ này các bác này. Đó, và đây thì cái này nó sẽ có cho các bác là cái nắp như này các bác này. Cái nắp như này. Các bác là đau ở chỗ nào thì các bác xoa này chị em. Đấy, xoa này là cái nước dầu nó sẽ ra. Đấy. Nước dầu nó sẽ ra như này. Và cái này độ nóng của nó rất là cao luôn. Xoay. Đấy, các bác này. Đấy. Các bác xoáy vào như này. Đấy. Cái này độ nóng của nó rất là cao và dùng rất là đã luôn nhá. Giá thì sẽ là 150.000. Hàng nội địa của Nhật, bao xịn cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái khăn tắm này. À, khăn mặt này. Khăn mặt như này. Giá thì nó sẽ là 50.000 cho một bịch 10 chiếc như này, mua lẻ 20.000 ba cái nhá. Mua lẻ thì sẽ là 20k trên 3 chiếc ba cái. Đó, còn mua cả bịch như này 10 cái giá chỉ có 50k thôi. 10 cái như này sẽ là bằng 50k nhá, 50.000. Đấy, 50.000 cho 10 cái như này giá siêu rẻ cho các bác luôn, 50.000 10 cái các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi lau kính nhá.
chổi lau kính giá sẽ là 45.000. 45.000 cho cái bộ chổi lau kính như này. Nó sẽ có một cái phần này để lau kính này, một phần này để kỳ cọ rửa này, và có tay nối dài như này. Lên trên là chổi lau kính, giá sẽ là 45k nhá. 45k cho cái bộ chổi lau kính như này, rất tiện dụng luôn. Đây, đầu chổi này, đầu này đầu lau kính này, và ống nối dài cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tăng đơ 9D nhá. Tăng đơ 9D như này. Bộ sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là rất nhiều chi tiết đi kèm luôn. Đấy. Đầu tiên thì nó sẽ là có cho các bác là một cái đầu tăng đơ như này nhá. Đây, giá chỉ có 95.000 thôi. Đấy, một đầu tăng đơ như này các bác này. Đấy, một đầu tăng đơ như này. Lưỡi của nó là hàng 3 lưỡi kép, cạo cực kỳ là bén luôn. Hàng 3 lưỡi kép, cạo rất bén luôn nhá. Tiếp theo thì sẽ có cho các bác là các cái đầu để các bác sử dụng đi kèm này. Đầu tiên nó sẽ có là một cái đầu mũi cạo râu này, một đầu mũi cạo râu này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác chà mình rửa mặt này. Đấy, massage mặt này. Tiếp theo là một cái đầu để các bác dùng để mình chấn viêm nhé, cắt tóc chấn viêm. Đó, combo cho các bác rất nhiều món như này. Mà giá thì chỉ có cho các bác là 95.000 thôi. Giá siêu rẻ luôn. 95.000 các bác nhá. Giá cực tốt luôn. Đấy, lên xem là tăng đơ 9D. 9D này, giá sẽ là 95k. 95k cho tăng đơ 9D như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái máy đọc thẻ nhá. Máy đọc thẻ, con này thì các bác dùng cho trẻ em rất là tiện luôn. Một bộ này của nó sẽ có bao gồm là 112 thẻ với 224 từ vựng khác nhau. Đấy, 224 từ vựng khác nhau. Đấy, ví dụ như là các cái chủ đề như là học hành này, rồi gia đình này, rồi xe cộ, phương tiện, động vật này. Đấy. Các rất nhiều chủ đề luôn các bác nhá, rất nhiều chủ đề luôn. Đó, thì đây, em sẽ thử cho các bác xem nhá. Đây. Đấy, bắt đầu thì mình sử dụng thì rất là đơn giản thôi. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy, bật nguồn lên. Sau đó thì mình đấy, nhét thẻ vào này. Xe lửa. Train. Cái này thì nó vừa có tiếng Việt, vừa có tiếng Anh, rồi vừa có cả đây, vừa có tiếng Việt, tiếng Anh, vừa có cả ngôn ngữ luôn nhá. Xe cảnh sát. Police car. Đấy, rất tiện luôn nha, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh nhá. Xe cứu thương. Ambulance. Đó, rất ok luôn. Một cái bộ máy đọc thẻ như này, giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 cho cái bộ máy đọc thẻ này. Đấy, rất nhiều chủ đề luôn các bác này. 124 chủ đề ngôn ngữ khác nhau. Đó. Tha hồ thoải mái cho các bác sử dụng luôn. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là 80.000. Rồi ok. Hello chào các bác nhá. Một số mã hàng thanh lý của bên em trong ngày hôm nay. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Đấy, các bác yêu quý em thì cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em lên cho các bác cái túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm. Đấy thì ví dụ như là những cái đệm mùa đông nhà các bác khi mà mình dùng xong là nó bị rách cái túi thì các bác mua cái túi này về các bác đựng vào cho em. Chất liệu của nó sẽ là ni lông mềm dai như này, cho nên là các bác dùng cực kỳ thích luôn. Con này thì bên em đang bán là 80.000, đợt này thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 40.000 thôi nhá, 40k thôi. Tên mã giúp cho em đó là túi đựng đệm nhá, túi đựng đệm này. Đấy. Túi đựng đệm giá của nó sẽ là 40k. Đấy, đang bán là 80.000, thanh lý cho bác giá còn 40.000 cho một con đựng đệm này thôi. Nó sẽ có cho các bác là dòng 1m8 và dòng 1m6 nhá. Đệm 1,6m này và đệm 1,8m thì các bác lấy mẫu nào là các bác báo em. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ nối con này. Đấy, đây nó sẽ là cái ổ nối như này. Ổ gấp nhá, các bác lên cho em là ổ điện gấp nhá. Đấy, ổ điện gấp như này nó có thể gấp được như này các bác này. Hàng thì của thương hiệu Hinoki của Nhật nhá. Đấy, 16A 250V. Giá bán sẽ là 15k một chiếc nhá. 15k cho một chiếc và 40.000 ba cái, 40.000 trên ba cái như này. Đấy, con này nếu mà các bác mua ngoài cửa hàng thì nó sẽ bán cho bác khoảng là 20-25.000. Cái này là ổ gấp à? 15.000 đúng không? 15.000 một cái và 40.000 cho ba cái nhá. Lên mã giúp cho em đó là ổ gấp nhá. Ổ gấp. Đấy, lên cho em là ổ gấp này. Giá của nó sẽ là 15k một chiếc và các bác nào mua từ 3 cái thì giá sẽ là 40.000. Nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 ổ cắm như này và các bác có thể gấp gọn để mình cắm vào trong các cái vị trí như là tủ này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đầu của nó thì bằng đồng kết nối cực kỳ chắc chắn luôn. Lên cho em là ổ gấp, giá sẽ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con dao dao thái vân gỗ nhá. Con này thì chiều dài khoảng 30 cm. Dao thì siêu bén cho các bác luôn. Dao thái vân gỗ siêu bén thế này các bác này. Đấy, siêu bén cho các bác luôn nhá. Đây, rất bén luôn. Dọc dây bóng còn dọc được như này là dao rất là bén luôn nhá.
Đấy. Hàng của Nhật, Japan các bạn này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì có khâu đầu khâu đuôi hết như này. Hàng cực kỳ chất lượng xịn sò cho các bác luôn. Lên cho em là dao Thái Vân gỗ nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100. Con này đợt này thanh lý cho bác giá chỉ còn cho các bác là 120.000 nhá. 120k cho con dao Thái Vân gỗ như này. Giá sẽ là 120.000. Giá cực kỳ tốt cho bác luôn, hàng của Nhật nguyên đai nguyên kiện như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái pin các bác nhá. Đấy, pin 18650 này. Đấy, con này thì bên shop thanh lý cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Giá chỉ có cho các bác là hôm trước em đang bán là 30.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn 20.000 cho một viên pin 16850 như này nhá. Lên theo là pin 16850, giá của nó sẽ là 20k nhá, 20k cho một viên. Đó. Tiếp theo thì em về cho các bác cái vòi xoay 360 độ. Con này nó sẽ là một cái vòi xoay như này thì các bác dùng để mình lắp vào cái chậu rửa mặt nhà mình. Đấy, sau đó thì các bác có thể xoay đảo hướng các kiểu con này đều được luôn. Xoay 360 độ đảo chiều được luôn nhá. Đấy, lên cho em là vòi bạc nhá. Đấy, vòi bạc xoay 360 độ. Giá sẽ là 80k, chất liệu của nó thì bằng hợp kim nhá. Bằng hợp kim. Đó, vòi bạc xoay 360 độ các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái lọc nước nhá. Lọc nước như này. Một con lọc nước như này thì giá bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 50.000 cho cái lọc nước như này nhá. 50k một chiếc. Đấy, cái này thì các bác dùng để mình lọc vào cái nguồn nước nhà mình. Đấy, các bác có thể lọc qua máy giặt này hoặc là qua bình nóng lạnh này hoặc qua các vị trí được luôn. Đấy, của nó thì nó sẽ là lõi bằng nhôm như này. Các bác có thể tháo ra để mình vệ sinh rửa ráy sau đó thì mình lại lọc, rất là tiện ích luôn. Lọc nước 50.000. Bút điện là bao nhiêu? Các bác lên cho em là bút cao su nhá. Giá của nó sẽ là 30.000. Đấy, nó có chức năng thông mạch luôn. Có chức năng thông mạch này, vừa làm tô vít này, đấy vừa làm cái tô vít nhỏ này. Đấy, vừa thông mạch này và vừa có thể đo âm dương được hết nhá. Lên cho em là bút cao su nhá, bút điện cao su. Giá của nó sẽ là 30.000 nhá. Bút điện cao su 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm. Đó là cái mũ lính nhá. Đấy, mũ lính này. Đấy. Mũ lính. Hàng này của nó thì sẽ là 170.000 cho một con mũ lính như này. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 170k. Đấy, hàng Việt Nam chất lượng cao, 3 tem kiểm định đàng hoàng. Ở trong này thì nó có xốp nhá. Có xốp cho nên là các bác dùng để mình đội để đi xe ô tô các thứ, đi xe máy các thứ rất là ok nhá. An toàn này, rất là đẹp luôn. Đấy, có màu sắc thì rất là đẹp. Hàng dày dẫn chắc chắn, hàng này bảo hành cho các bác luôn. Đấy, rất chất lượng cho các bác nhá. Lên mã giúp cho em là mũ lính nhá, màu lính quân đội rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 170.000 cho một con mũ lính này. Mũ lính 170.000 nhá. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái giày giày lính nhá. Đấy, giày lính. Giày lính Mỹ. Đây. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi các bạn. Chất giày thì khỏi phải bàn rồi. Bên em bán là 390.000 cho một con giày lính Mỹ như này. Đấy, đây. Con này thì các bác nhận hàng là các bác ưng luôn, không để chê vào đâu. Chất của nó rất là mềm luôn nhá. Chất của nó rất là mềm luôn. Đó. Các bác lấy thì cứ lấy tù cho em là một cỡ nhá. Ví dụ bác nào mà cỡ. Hả? Đúng cỡ à? Con này thì các bác lấy đúng cỡ cho em nhá. Lấy đúng cỡ cho em là ok. Đấy, các bác cỡ chân bao nhiêu thì các bác cứ đọc cho em là ok thôi. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 390.000 cho một đôi giày lính Mỹ như này. Đây, USA này các bác này, USA. Hàng giày lính Mỹ cực đẹp luôn, chất của nó thì khỏi phải bàn luôn. Hàng giày dẫn chắc chắn nhá, chất đẹp nhá. Đi thì cực kỳ là ôm form, ôm dáng và rất là mềm mại luôn. Lên cho em là giày lính Mỹ 390.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ nạo 5 món nhá. Đây, cái bộ nạo 5 món như này. Giá của nó sẽ là 60.000 nhá. 60.000 cho một cái bộ nạo 5 chiếc luôn. Đó, 5 món, thoải mái cho các bác lựa chọn luôn. Rất là nhiều nạo rồi nhiều chi tiết đi kèm các bác nhá. Giá của nó sẽ là 60k này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi vàng nhá. Vòi vàng. Con này thì các bác có thể điều chỉnh được luôn nhá. Con này bao nhiêu? 35.000 cho con vòi vàng như này. Các bác xoáy vào đầu nguồn nước này. Sau đó thì mình có thể tùy chỉnh cho em đó. Đây. Đấy, có đầu vòi đây các bác. Xoáy vào sau đó thì mình tùy chỉnh cho em. Rất tiện ích luôn. Giá của nó sẽ là 35.000 cho một cái vòi vàng như này nhá. 35k này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ba lô. Cái này là cái gì? Ba lô tím à? Ba lô tím nhá. Giá sẽ là 120.000. 120k. Chiều dài của nó thì vào 40 này. Dài của nó thì vào khoảng 40-45. Và chiều rộng của nó thì vào khoảng là đây, khá là to luôn. Đây.
Đấy, đây nó sẽ là to như này các bác này. Đấy, thì các bác có thể dùng để mình đi du lịch này, đi du lịch, đi học, đi phượt hoặc là đi làm. Đấy, nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ. Đấy, rất nhiều ngăn cho bác luôn. Chiều rộng thì vào khoảng là 25 cm, chiều cao khoảng 25 cm. Lên cho em là ba lô tím nhá, ba lô tím 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kéo này. Đầu tiên nó sẽ là kéo cắt tóc nhá, kéo cắt tóc đây. Bao nhiêu nhỉ? 160.000 cho một cái bộ kéo cắt tóc như này. Đấy, hàng thì đựng trong một cái túi da cực kỳ xịn sò luôn. Một bộ này sẽ bao gồm cho các bác là một đôi này, một đôi. Đấy, một đôi, một cắt và một tỉa nhá. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa như này. Một đôi kéo, một cắt, một tỉa nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 160.000. 160.000 cho một cái bộ kéo tóc hàng của thương hiệu Kai của Nhật như này nhá. Một con cắt, một con tỉa, giá 160.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo may nhá. Kéo may như này. Một con kéo may hàng nội địa của Nhật đây. Đường kính của nó là 12 inch. Chiều dài của cái phần lưỡi này thì nó vào khoảng là trên 10 cm nhá. Cắt cực kỳ là ngon luôn. Đây các bác này. Cắt rất là ngon luôn các bác theo. Đó, cắt rất là ngon luôn. Kéo may này. Bao nhiêu? 160.000 cho một con kéo may hàng của Nhật như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là kéo may, giá sẽ là 160.000 nhá. Kéo may này. Hàng nội địa Nhật 160k nhá. 160.000 cho con kéo may như này, made in Japan các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái viên giặt quần áo nhá. Một bịch này của nó thì khá là nhiều luôn. Đấy, bịch này khá là nhiều luôn. Đấy, nó sẽ là dòng viên như này. Đấy, dòng viên như này và đây nó sẽ là một cái dòng viên 5 trong 1 luôn, viên 5 trong 1. Một viên một gói như này thì sẽ giặt được cho em là từ 3-5 cân quần áo luôn, 5 cân quần áo nhá. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 55.000 cho một bịch như này nhá. Viên giặt quần áo này 55k. Đó. 55k cho một bịch như này bao gồm cho các bác là đi khoảng 40 viên nhá, khoảng 40 viên luôn. Một lần giặt của nó thì trên dưới 3 cân quần áo quá nhá. Đó. Rất là thơm luôn, 5 trong 1 luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là đây nó sẽ là một cái con bê trên kia này ra đây. Cái sạc điện thoại iPhone nhá, sạc nhanh iPhone. Đấy. Sạc nhanh iPhone. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Đấy, 60.000 cho cái sạc nhanh iPhone như này. Lên mã giúp cho em là sạc nhanh iPhone, giá sẽ là 60k nhá. 60k cho con sạc nhanh iPhone. Cái này là túi dép à? Bao nhiêu? Đấy, tiếp theo bên shop về cho bác một cái túi dép này. Đấy, túi dép màu rất là đẹp luôn. Đấy, màu đen như này. Ngăn thì khá là rộng rãi nhá. Các bác có thể dùng để mình đựng đồ này, đi du lịch này. Đấy, du lịch, học phượt, đi làm đều ok hết. Giá chỉ có 95k cho cái túi dép như này thôi nhá. Có quai đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95k. Đó, 95k. Hàng này to rộng, các bác đựng iPad, đựng máy tính, bảng điện thoại rất ok hết nhá. Có một ngăn phụ này. Đó, một ngăn khóa này và một hít như này. Đấy, dây đeo đàng hoàng nhá. Lên cho em là túi dép, giá sẽ là 95.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là tập bụng các bác nhá, tập bụng. Con này thì các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại này. Đấy, nó sẽ là cái con lăn, dạng con lăn tập bụng như này. Giá sẽ là 280.000 nhá. 280.000 cho con lăn tập bụng như này nhá. Đấy, lên cho em là tập bụng, giá sẽ là 280.000. Đấy. Các bác cầm tay vào đây cho em này, sau đó thì mình đẩy đi đẩy lại để mình đu cho cái phần bụng của mình nó eo nó thon lại. Đấy, lên cho em là tập bụng cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn. Giá sẽ là 280.000 cho một cái con tập bụng như này. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhé. Hôm nay thì em sẽ lên cho các bác một số cái mã về thuốc của Nhật các bác nhé, thuốc của Nhật. Đấy. Thì đầu tiên thì em về được một ít cái vòng đá như này. Thì hôm nay bên shop sẽ thanh lý xả kho tri ân cho các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Nó sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và bác nào mà mua 5 thì bên em sẽ tặng 1 nhá. Giá thanh lý tri ân cho các bác luôn. 20.000 trong chiếc vòng đá như này thôi. Đấy, đây, rất là đẹp luôn. Vòng đá này thì giúp cho các bác là điều hòa huyết áp này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông cực kỳ là tốt luôn. Dây của nó là dây đa sợi và dây giãn nhá, các bác dùng cực kỳ là bền luôn. Nam nữ lớn bé già trẻ đều dùng được hết. Vòng đá màu đen rất là đẹp như này, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông. Đang bán là 35.000, riêng hôm nay xả kho tri ân cho các bác. Đấy, coi như tặng quà cho các bác luôn. Giá sẽ là 20.000 cho một chiếc như này. Và mua 5 bên em sẽ tặng 1 nhá. Mua 5 tặng 1. Lên theo là vòng đá, giá sẽ là 20.000. Sản phẩm tiếp theo,
Đó là bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm, đó là cái thuốc trị hăm cho bé nhá, thuốc trị hăm cho bé này. Giá sẽ là 50.000 cho một típ như này, 50.000 cho một típ như này các bạn. Đấy. Thuốc trị hăm cho bé này. Đấy, đây. Nó sẽ là một cái dòng kem như này các bạn. Đấy thì các em bé hay bị hăm này. Đấy, hăm nách, hăm háng đấy thì các bác bôi vào cho em. Đó. Giá sẽ là 50.000 cho một lọ thuốc trị hăm như này các bạn nhá. Thuốc hăm cho bé này, giá sẽ là 50.000 này. Tiếp theo là cái thuốc trị bạch biến này. Đấy, bạch biến nhá. Bạch biến. Giá của nó sẽ là 60.000 cho một lọ như này. 60.000 cho một lọ bạch biến như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là bạch biến. Giá sẽ là 60.000. Con này thì các bác dùng. Con này thì đây các bác ví dụ như là trên người của các bác mà bị những cái mảng như là bị mảng loang này, mảng loang trắng gọi là bị đột biến da hoặc là kích ứng da nó gây lên cái mảng loang như này thì các bác bôi vào cho em. Lên mã giúp cho em đó là bạch biến nhá. Đấy, thuốc bạch biến. Giá sẽ là 60.000 cho một típ như này. Lên cho em là thuốc bạch biến nhá. Bạch biến này, đó. Bạch biến, giá của nó sẽ là 60.000 một típ nhá. 60.000 cho một típ bạch biến như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Giá của nó sẽ là 90.000 cho một típ như này. 90.000 cho một típ thuốc đau đầu kinh niên như này. Đấy, 90.000 một hộp như này. Thì để em xem nó là dạng viên hay là dạng đây, đấy, bóc ra. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện như này nhá. Có hướng dẫn sử dụng các thứ đâu vào đấy cho các bác hết luôn. Đó. Ở đây của nó thì sẽ là cái dạng gói như này các bác này, dạng gói như này. Đấy, nó sẽ là dạng gói như này. Một hộp này của nó thì nó được lên tới hàng thì của thương hiệu OTC nhá, OTC. Hàng thì cực kỳ là chất cho các bác luôn. Đây. Đấy, nó là dòng thuốc nam cho nên là các bác dùng thì cực kỳ là an toàn luôn. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy. Đây. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác bóc vào cho em. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này các bác nhá. Thuốc nam như này. Đấy. Thì các bác uống trực tiếp cho em, uống trực tiếp cho em. Rất là an toàn luôn các bác nhá. Đó. Nó sẽ là dòng thuốc nam như này. Các bác uống trực tiếp cho em nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Đó. Rất là cái quy cách đóng gói của nó cũng rất là nam dược luôn nhá. Rất là nam dược luôn, thuốc nam. Dùng cực kỳ là an toàn luôn. Lên mã giúp cho em đó là thuốc trị đau đầu kinh niên nhá. Đấy, đau đầu kinh niên. Một hộp này của nó thì cũng khá nhiều đấy, phải đến hàng trăm gói luôn. Thì các bác dùng dần cho em. Đó, rất là tốt luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới một hộp là 100 gói nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000. 90.000 cho cái thuốc đau đầu kinh niên như này nhá. Bác nào chuyên bị đau đầu kinh niên thì dùng cái này cho em. 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái phụ khoa nhá. Đấy, nấm ngứa phụ khoa này. Cái này bao nhiêu đấy? Đây rồi. Nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 nhá. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Lên cho em là nấm phụ khoa, giá sẽ là 45.000. Đấy. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này. Đây. Đấy, nó sẽ là dòng thuốc kem bôi như này. Thì dành cho nữ các bác nhá, nấm phụ khoa. Dành cho cái này dành cho cả nam cả nữ đều ok hết nhá. Nấm phụ khoa đây, có cả nam cả nữ luôn. Đấy, thì các bác nào bị các cái bệnh về phụ khoa, viêm nhiễm, nấm ngứa các cái bộ phận sinh dục thì bôi cái này cho em. Nên cho em là nấm phụ khoa, giá của nó sẽ là 45.000 một típ nhá. 45.000 cho một típ nấm phụ khoa như này, 45.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái trị hắc lào long ben nấm ngứa nhá. Hắc lào long ben nấm ngứa, giá của nó sẽ là 25.000 một típ. Con này thì chuyên trị hắc lào long ben nấm ngứa rất là tốt luôn. Hắc lào long ben nấm ngứa da kẽ tay kẽ chân, bôi cái này cho em. Hắc lào long ben nấm ngứa giá sẽ là 25.000. Em bán có khách lấy cả 10 típ luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu say xe nhá. Dầu say xe, giá sẽ là 40.000. Thì bác nào chuyên bị say xe thì dùng cái này cho em. Đấy, chuyên bị say xe thì các bác dùng cái này cho em. Đấy, dầu say xe thì các bác dùng để bôi này, lăn này, lăn này. Đấy, và các bác hít trực tiếp được, rất là tốt luôn. Đấy, dầu say xe nhá. Đi tàu đi xe mà các bác say xe thì dùng con này cho em. Lên cho em là dầu say xe, giá sẽ là 40.000 cho một lọ dầu say xe như này nhá. 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc bôi trĩ nhá, thuốc bôi trĩ. Đó. Thì một hộp này của nó là dòng là bao nhiêu nhỉ?
30k cho một lọ thuốc bôi chỉ như này nhá, kem bôi chỉ này, kem bôi chỉ. Đấy, kem bôi chỉ thì giá của nó sẽ là 30.000, dùng thì rất là tốt luôn, để co bôi chỉ xa, bôi chỉ chỉ nội, chỉ ngoại, chỉ ông, chỉ bà, chỉ trong, chỉ ngoài, các bác bôi được hết cho em nhá. Đấy, giúp cho các bác là co bôi chỉ. Đấy, làm co thành mạch rất là tốt cho các bác luôn. Đó, các bác chỉ nội chỉ ngoại dùng được hết nhá. Các bác cứ dùng cho em liệu trình là từ 3 đến 5 lọ là khỏi hẳn luôn. Giá sẽ là 30.000 cho một tip như này. Lên cho em là kem bôi chỉ, giá sẽ là 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc trị đau xương khớp nhá. Đấy, đau xương khớp. Lên cho em là xương khớp bọ cạp nhá. Giá của nó cũng là 30.000 luôn. Xương khớp bọ cạp này. Con này thì độ nóng của nó rất là khỏe luôn, thì các bác có thể dùng là khi mà mình bị đau xương khớp này. Đấy, đau xương khớp, đau mỏi vai gáy thì dùng con này cho em. Đấy, thuốc trị đau xương khớp nhá. Giá của nó sẽ là 30k cho một tip như này. 30k cho một tip như này nhá. Xương khớp bọ cạp giá sẽ là 30.000 nhá, 30.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái thuốc nhỏ mắt nhá, thuốc nhỏ mắt. Một lọ này của nó thì nó sẽ là 30ml các bác nhá. Một lọ này của nó là 30ml. Các bác lên cho em là thuốc nhỏ mắt nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một lọ thuốc nhỏ mắt như này. Lên cho em là thuốc nhỏ mắt, giá của nó sẽ là 60.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái tiếp theo thì nó sẽ là cái lọ xịt giảm đau nhá, lọ xịt giảm đau như này. Đấy, em gọi là xịt thôi chứ còn nó là thuộc cái dạng là lăn nhá. Các bác chỉ cần tháo ra như này thôi, tháo nắp ra này, ấn ấn như này là thuốc nó đã ra rồi nhá. Ấn này là thuốc nó ra rồi. Thì các bác dùng để mình lăn vào các cái bề mặt mà nó bị đau. Đấy, khớp hông vai cổ gáy này, hông vai cổ gáy. Lên cho em là xịt giảm đau, giá sẽ là 150.000 cho một lọ như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ là uy tín luôn. Xịt giảm đau nhá. Hàng sách tay nội địa của Nhật cực kỳ uy tín luôn. Chuyên trị giảm đau rất là tốt cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gió của Singapore nhá. Hàng made in Singapore này, dầu gió Singapore. Đấy. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 40.000 cho một lọ dầu gió như này. Con này nếu các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, nó sẽ bán cho các bác cái giá tầm khoảng 70-80.000. 70-80.000. Nhám thì vỡ bố nữa. 70-80.000 nhá. Đó. Hàng này thì của nó sẽ là hàng của Mỹ các bác nhá. Hàng của Mỹ và sản xuất tại Singapore. Đây. Đấy, Singapore đây các bác này. Đó, đây. Hàng này thì của nó xuất đi khá là nhiều nước luôn. Đấy, xuất đi khá nhiều nước luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 40.000 nhá. 45 à? 40.000 cho một lọ dầu gió Singapore như này. Lên cho em là dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Đây. Đấy. Hàng thì rất chất lượng cho các bác luôn. Đó, đây các bác này. Singapore này. Rồi USA các bác này. Đây, USA này. Đấy. Lên cho em là dầu gió xanh, giá sẽ là 40k. Đó. Bác nào lấy một vỉ của nó sẽ là 12 chai nhá. Một vỉ 12 chai thì 12 lọ, giá sẽ là 450.000 một vỉ bao ship luôn. 450k cho 12 chai, 450.000 cho 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái xà phòng của Nhật nhá. Xà phòng của Nhật 40.000. 40.000 trên một bánh nhá, 40.000 một bánh như này. Đấy, 40.000 một bánh. Có hai màu, màu xanh và màu hồng nhá. 40.000 một bánh. Đấy, lên mã giúp cho em đó là xà phòng Nhật nhá, xà phòng Nhật. Đó, bánh xà phòng. Giá lên cho em là bánh xà phòng nhá. 40.000 cho một bánh và mua một dây ba bánh như này. Thì giá sẽ là 110.000 nhá. Đấy, 110.000 cho một dây ba bánh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu nóng của Hàn Quốc nhá. Dầu nóng của Hàn Quốc. Đấy. Con này thì hàng made in Korea, hàng của Hàn Quốc, dùng cực kỳ là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k. Bác nào chuyên bị đau mỏi vai gáy, đau cổ, đau đốt sống lưng, đốt sống cổ rồi đau xương khớp, dùng con này cho em, rất là nhạy luôn. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000, hàng chính hãng, sách tay của Hàn Quốc luôn nhá. Dầu nóng Hàn Quốc, giá sẽ là 40k cho một lọ như này. Đấy, đau mỏi khớp, cổ chân, bắp chân, bắp tay rồi vai gáy, dùng con này cho em rất là ok luôn. Đấy, chuyên trị đau mỏi vai gáy nhá. Giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho một tip như này, 40.000 cho một tip này các bác này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kem đánh răng. Đấy, kem đánh răng của Nhật và của Hàn Quốc. Con của Nhật này thì nó sẽ là chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu trên răng.
giá của nó sẽ là 60k một típ như này nhá. 180g, 180g. Con này chuyên trị viêm nướu, viêm lợi, đau lợi, chảy máu chân răng nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái kem đánh răng của Hàn Quốc nhá. Con Hàn Quốc này thì chuyên trị các bác răng ố, răng vàng. Đấy, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%. Đấy, 93% luôn. Và 120g nhá, hàng made in Korea, chuẩn sách tay Hàn Quốc luôn, made in Korea các bác này. Đó. Con này thì sẽ là 40k. Đấy, chuyên trị viêm nướu, viêm con này thì chuyên làm trắng răng, tỷ lệ làm trắng răng lên tới 93%, có hai màu, màu xanh màu đỏ bên em gửi màu ngẫu nhiên. Tiếp theo thì sẽ là cái sản phẩm sâm của Hàn Quốc. Sâm của Hàn Quốc nhá. Thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu này. Đầu tiên là kẹo sâm. Gói này là nửa cân 90.000, một gói nửa cân như này. Hàng thì của tập đoàn Samsung này, kết hợp với các cái công ty trầm trồng sâm và khai thác sâm tự nhiên nhá. Đấy, đây các bác này. Hàng này. Đấy. Rất chất lượng cho các bác luôn. Made in Korea. Giá sẽ là 90.000 cho một gói nhá. 90.000 cho một gói kẹo sâm như này, lên cho em là kẹo sâm. Giá của nó sẽ là 90k một gói nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là trà sâm nhá, trà sâm. Một hộp này của nó sẽ là 100 gói luôn, một hộp này 100 gói quá này, một hộp này 100 gói. Đấy, một hộp 100 gói như này. Hàng thì cũng là hàng của Hàn Quốc, made in Korea. Đây, chuẩn Hàn Quốc cho các bác luôn, chuẩn Hàn Quốc luôn nhá. Đây, made in Korea này. Đó, chuẩn Hàn Quốc luôn, hộp 100 gói. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 220.000 và bao ship đến tận nhà. Hàng này của nó thì nó sẽ là thuộc cái dòng là sâm nguyên chất. Đấy, và các bác có thể hòa nước uống này hoặc là ăn trực tiếp được luôn. Bác nào chuyên bị ốm này, mệt này, đấy, sau sinh đẻ này, hoặc là vừa ốm dậy vừa mổ này, đấy, rồi là các bác đi tàu đi xe dùng cái này cho em rất là tốt nhá. Giúp cho các bác là tỉnh táo này, đấy, phục hồi sức khỏe nhanh chóng. Sâm thì các bác biết rồi, nó là một cái loại dược phẩm cực kỳ là tốt luôn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là trà sâm nhá. Đấy, trà sâm. Giá sẽ là 220.000 cho một hộp như này 100 gói luôn. Đấy, rất là nhiều các cái dưỡng chất đi kèm đây. 220.000. Giá rất là ưu đãi cho các bác luôn. Tiếp theo thì em lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng nội địa của Nhật nhá. Đây. Đấy, hàng nội địa của Nhật. Made in Japan các bác này. Đấy, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Một lọ này của nó thì khá là nhiều luôn. 350ml các bác nhá. 350ml các bác này. Nếu mà đầu của nữ thì các bác có thể gội được cho em là trên dưới 10 lần, đầu của nam thì vào khoảng là 20 lần. Đấy. Một lọ như này, có sẵn lược luôn. Về nhà các bác chỉ cần là chiết nó ra. Đấy, không phải chiết mà các bác chỉ cần lắp lược vào đây cho em này. Sau đó thì mình bóp cái vòi này là nó sẽ tự đẩy ra này. Đấy, nó sẽ đẩy ra cho các bác này. Đấy, các bác không biết làm thì có thể là lên YouTube mình xem hướng dẫn cách gội dầu phủ bạc là ra. Đấy. Hàng Việt Nam cũng đã phải 200 mấy rồi. Đấy, mà hàng của Nhật như này mà giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. 280.000 nhá. Lên cho em là dầu gội phủ bạc 280k cho một lọ như này. 280.000 cho một lọ dầu gội phủ bạc như này. Rồi, ok.